Bà con ơi, ra đây xem hài nè. Xe lăn trong tim khuất xa dần biết đâu tìm mưa thu bay bay. Ê, tâm trạng được vui. Em hát cái bài đó là có lý do á. Mình thì chạy xe ôm mà taxi nó giành khách rồi. Buồn dễ sợ. Thời buổi giờ thiệt nhiều khi á, tân tiến quá nó cũng mệt. Mà mình chạy xe ôm phải chịu thôi chứ giờ làm sao. Ê, khổ. Xe ôm mà giờ đi rau như bánh bò bánh tiêu vậy á. Ai xe ôm không? Xe ôm không? Ai đi? Xe ôm. Xe ôm. Dạ chào anh. Anh đi xe không anh? À, anh đi đâu? Đi xa. Đi xa. Tiền bạc sao anh? Không thành vấn đề. Dạ không thành vấn đề. Dạ vậy mời anh em lấy xe anh. Dạ. Đi đâu? Dạ. Anh mới nói em anh đi xa. Bộ muốn tưởng chở tao đi là dễ hả? Chứ sao anh? Cho tao hỏi một câu được không? Dạ được anh, trời ơi. Anh hỏi đi. Mày thấy gương mặt của tao sao? Đẹp, mặt anh đẹp lắm đó nha. Em coi phim Hàn Quốc quá trời luôn, mặt anh còn đẹp hơn mấy thằng quốc đó luôn. Mày nói lâu. Mày nói thẳng đi. Đừng có vòng vo gì đi, mày nói thẳng đi cái mặt tao sao? Mặt anh xấu chết mẹ luôn đó. Mặt anh á nhìn giống con chó Nhật đó. Diễn tả vậy luôn đó. Ê thẳng như vậy mày. Ủa sao anh bị em nói thẳng mà. Thẳng thì cũng thẳng từ từ thôi. Làm dạ, thẳng vậy. Dạ dạ vậy chứ ý mặt anh sao anh nói đại đi. Bình thường. Hả? Bình thường. À, mặt anh bình thường. Hay thấy là bình thường rồi đó. À, dạ, mời anh mặc bình thường à, lên xe nha. Em đi lấy xe. Đi đâu? Anh đi xa anh ha. Đâu phải muốn chở tao đi là dễ đâu. Ủa vậy ý anh sao? Cho tao hỏi một câu nữa được không? Dạ được anh. Dạ vui lòng khách đến, vui lòng khách đi mà. Mày thấy cái body tao sao? Hả? Giống người mẫu. Model. Anh giống model. À, đẹp, quá đẹp anh ơi. Nói lâu. Mày lâu. Mày cứ nói thẳng đi. Anh em mày cứ nói thẳng. Nói thẳng đi. Không chi gì mày phải sợ. Anh cho nói thẳng luôn hả? Thẳng đi. Nói thì không phải khen cha mẹ anh đẻ anh ra cái tướng bần chết mẹ luôn ha. Cái tướng này em nói thiệt với anh nha, không phải model mà cái tướng anh nhìn giống cái mò cao rồi thằng ơi. Nó tơi tả hết trơn, nó trời thấy ghê quá đi. Nít! Mày thẳng thì mày cũng thẳng từ từ thôi. Thẳng như vậy. Đâu biết anh thẳng với tôi thẳng như là sao giờ. Tôi đâu dám quẹo khúc nào đâu anh. Vậy chứ bây giờ tướng anh sao anh nói mẹ cho tôi nghe cho rồi đi. Bình thường. Bình thường. Lại bình thường. Dạ. Thôi được, mời anh tướng bình thường lên xe. Đi đâu? Đi xa đó. Đâu phải mày muốn chở tao đi là dễ đâu. Khó quá rồi đó nghe. Vậy chứ sao anh? Bây giờ tao hỏi mày một câu nữa nè. Anh hỏi lẹ lẹ đi chứ vợ con em nha. Nó đói nó chết luôn anh ơi. Em khổ dữ lắm à. Anh hỏi gì anh hỏi lại. Tại sao? Sao anh? Tại sao nãy giờ tao hỏi mày mà mày không hỏi tao? Bây giờ mày hỏi tao đi. Mày cứ hỏi thẳng. Mày hỏi cái gì mày hỏi. Hỏi đi. Hỏi đi. Anh cho hỏi thẳng luôn hả? Ừ. Em hỏi thẳng luôn nha. Ừ. Anh có bị điên không? Mày giỡn mặt với tao hả? Mày thẳng thì mày cũng thẳng từ từ thôi. Thôi vậy em hỏi mé mé. Em sẽ hỏi mé mé, em không hỏi thẳng nữa. À, anh chích ngừa chó dại chưa? Không vừa lòng luôn hả? Làm sao cho anh vừa lòng đấy? Thì
Đại khái thí dụ cho bây giờ mày hỏi tao là tình yêu được á. Thì thà vậy đi, anh nói mẹ vậy cho tôi dễ hỏi đi, anh cứ dầm vo hoài. Bây giờ tao hỏi vậy là anh có người yêu chưa? Khóc vậy là chưa có người yêu rồi. Có rồi mà. Anh có rồi, anh vui, anh xúc động. Vậy là anh có người yêu rồi. Sao thay đổi thời tiết nhanh quá vậy? Hạnh phúc quá hả anh? Chia tay rồi. Chia tay. Em hiểu tại sao anh. Dạ. Ê, giờ đi ha anh ha. Hỏi rồi, em hỏi anh rồi, giờ đi được ha anh ha. Đi được chưa? Sao vậy? Đi đâu? Đi xa. Đâu phải mày muốn chở tao đi là dễ đâu. Chứ sao nữa? Rung rồi đó nha, em rung rồi, em bắt đầu rung rồi đó. Sao? Mày biết cầu Bình Triệu không? Biết anh, trời ơi, dân xeo em không biết cầu Bình Triệu, biết anh. Mày biết cầu ông Lãnh không? Dạ biết, trời ơi, gần chỗ em luôn. Thì mày có biết kế cầu ông Lãnh là có cái cầu chữ Y không? Dạ biết. Mà hình như gần cái cầu chữ Y nó có cái cầu Chà Già. Dạ đúng. Mày anh... chở tao xuống cầu Cần Thơ đi. Anh quăng lụ đạn xa quá nha anh. Anh quăng xa lắm á, chứ không phải gần đâu nha. Thôi được, giờ chở anh xuống cầu Cần Thơ cũng được. Nhưng mà bây giờ tôi nói anh nghe, cái cầu Cần Thơ nó nối hai cái tỉnh lần á. Một là cái Vĩnh Long. Đầu cầu bên này là Vĩnh Long nha, đầu cầu bên kia là Cần Thơ. Anh muốn xuống bên Vĩnh Long là tiền khác, mà qua Cần Thơ là túi tính tiền khác. Tao xuống giữa cầu. Anh ơi, em hỏi anh thiệt nha, thực sự ra đâu có ai ở giữa cầu đâu, ở giữa cầu cái sông mà. Anh ở nhà đó với ai? Tao đâu có đi tìm nhà. Chứ anh làm gì? Tao đi xa. Đi xa? Tao muốn bước lên cầu. Muốn bước lên cầu? Sau đó, tao bước lên thành cầu. Bước lên thành cầu chi anh? Tao giang tay ra. Giang tay ra chi? Nói tao to chút coi. Tao hít thở. Tập thể dục. Sau đó tao reo lên 3 tiếng. Anh yêu em. Không, vĩnh biệt em. Rồi sao nữa? Sau đó tao lộn xuống dưới. Tao mằn tồn mấy vòng. Sau đó tao chúi xuống. Mày thấy cái chết tao có đẹp không? Đẹp, chết đẹp lắm à. Có lãng mạn không? Lãng nhất rồi. Nhưng mà tôi nói anh nghe, bây giờ tôi chở anh lên cầu cũng được. Anh nhảy xuống đó rồi lỡ có ai thấy tôi chở anh lên đó tưởng tôi đạp anh xuống. Vậy cái chết của anh ai chịu trách nhiệm? Thì mày... Nó có vô duyên vậy? Thôi bây giờ vậy tôi nói anh nghe. Dạ. Tôi khổ lắm. Tôi khổ tôi mới chạy xe ôm. Bây giờ tôi lại anh nè. Giờ anh muốn gì tôi lại anh hết. Tôi giờ tôi cho tiền anh đi xe khác giùm tôi được không? Mày khi dễ cái mặt tao hả? Thế bây giờ tôi khổ quá à. Tao tức là từ hồi sáng tới bây giờ tao đi gặp 10 thằng xe ôm, trong đó mày là cái thằng thứ 11. Mà 10 cái thằng kia không bao giờ thằng nào chịu chở tao. Con mình mày chở. Em tao. Hiểu, em hiểu tại sao 10 thằng kia nó không chở anh rồi. Em hiểu rồi, là tại vì em gặp hoàn cảnh giống như nó. Em mới biết là 10 thằng đó với lại em là tại vì tụi em khùng nên không chở anh. Anh tỉnh quá, không ai dám chở. Hả, vậy thôi ha. Vậy đi. Dạ, anh đi đi. Tạm biệt mày. Dạ, chúc anh thường lộ bình tĩnh. Dạ. Nhớ đó nha. Dạ. Không phải chở tôi đi là dễ đâu nha. Em biết rồi, dạ. Xe ôm chở anh không được đâu. Chỉ có xe mà có rồng, có phụng mà màu đen, màu trắng đó. Chở anh, dạ. Nhớ đó nha. Dạ, em nhớ rồi anh. Sơn! Ơi! Dạ. Cho hỏi câu được không? Ơi, mày đi đi! Cái thằng xe ôm mày chạy đi! Không có, em ra hiệu nó vậy thôi. Nhớ đó nhờ. Em biết rồi. Dạ không có, em bình tĩnh. Dạ. Sao xui dữ vậy?
Hồi sáng giờ không có khách, đốt phong long 2 lần rồi. Bây giờ vô đốt xe. Xui như quỷ. Xe ôm mà gặp cái gì đâu không? Xe ôm. Có khách. Có phải xe ôm không? Có xe ôm anh ơi. Ừ. Anh. Chào anh. Anh muốn đi xe ôm anh? Dạ, anh muốn đi đâu anh? Đi xa lắm. Xa. Con gian dái đừng cho con gặp giống hồi nãy nữa. Trời ơi, nó biểu con chở xuống Tú Cầu Mỹ Thuận nữa là. À, tiền bạc sao anh? Không thành vấn đề. Nhưng mà trước khi đi á, cho tao hỏi mẹ một câu. Hả? Giờ bên đây nó xả ra nhiều dữ vậy. Ê, dạ anh hỏi đi anh. Anh cần một lực lượng xe ôm hùng hậu. Mày có chừng 20 chiếc không? Anh cần 20 chiếc hả? À. Trời em chút, trời ơi, tưởng anh ra hỏi là cái body anh sao. Được, cái này thì được. Alo. À, Dũng, Dũng. Ta cần 20 chiếc xe. Ờ, 19 chiếc thôi, 19 chiếc. Bậy, 20 chứ không phải 19. Dạ không, em kêu nó tới 19 với em nữa là 20. Chứ lỡ nó tới 20 anh bỏ em sao anh? Đúng, đúng. Dạ. Anh hứa không có bỏ rơi mày. Dạ, dạ. 20 chiếc. Ờ, chắc là đám cưới đám hỏi gì á. Người ta thích lạ mà. Ờ, vậy nha. Rồi, 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 rồi. Anh. Sao? 15 phút nữa. 15 phút nữa tới phải không? Dạ đúng rồi. Chờ anh chút mình kêu bạn anh. Dạ, em chờ. Chúng anh ơi, vậy khỏe rồi. Úi, gặp gì đâu không. Bây giờ là ok rồi đó. Alo. Mày hả? Ừ, đang ở đâu? À, ở còn ở quán bà Ba Mập phải không? Được rồi, ở đó chờ đó ha. 15 phút nữa tao kéo 15 thằng chơi khô máy mày luôn. Sao? Tao là giang hồ đổ máu chứ không đổ lệ. Thấy chưa? Mày không tính tao cái gì? Hả? Nói chuyện cái đàn anh tao nè. Nói chuyện đi. Nói. Alo. Dạ đúng rồi. À, em à, em ảnh à. Bên em hả? Bên em 20 thằng. Sao anh? Ủa bên anh có 15 thằng hả? Chợ 15 thằng kêu 20 chi trời. Tốn tiền. Sao? À, Nam Nhi Đại Trung Phu hả? Dạ, giang hồ đổ máu không đổ đổ lệ. Dạ, không muốn chơi sao chơi à. Dạ, quýnh chết mẹ em hả? Ủa anh sao sao tự nhiên ông đòi quýnh chết mẹ em à? Mày biết đi đâu không? Đi đâu? Đi chém lộn chứ gì đâu. Cái gì? À. À, anh kêu xe ôm tới rặn chém lộn với người ta. Chứ sao? À, anh rảnh quá. Tự nhiên sao đi chém lộn, mắc mớ gây chuyện người ta kia. Nó xúc phạm anh. Nó làm gì xúc phạm anh? Nó đang ngồi trong quán bà Ba Mập. Anh đi bộ tới, anh gặp anh lịch sự, anh giơ tay anh chào nó. Nó không chào lại thôi. À, mà con nhìn anh nó làm gì nè. Mà kế anh có con chó. Em không hiểu hả? Anh đứng ra ha. Con chó kế bên. Chó kế bên, nó làm gì nè. Thầy ghét không? Ai vậy? Thằng Bảy Lé. Nó nhìn anh nè. Mà nó chửi anh là chó không? Xúc phạm anh. Anh à, em nói anh nghe nè. Anh ơi, có thể là có sự hiểu lầm gì không? Không hiểu lầm gì chắc á. Anh điện thoại cho cái người đó em nói chuyện được không? Được rồi. Dạ, coi chừng hiểu lầm. Tao kết mày rồi đó. Dạ. Ừ. Nói đi. À, ông tên gì? Bảy Lé. À. Alo. À, anh Bảy Lé, anh Bảy Lé. Em lên xe ôm. Hả, đàn em của ai hả? Đàn em của ai? Tài chó điên. Tài... đàn em của tài chó điên. Mà có chuyện gì không anh Bảy Lé ơi? Tại... hả sao?
Anh ghét ai kêu anh bị lé lắm hả? Em xin lỗi anh, tại em đâu biết tên. Tại anh nói vậy á. Anh Tài nói anh tên bị lé, em mới nói là tên bị lé chứ. Mà em hỏi thiệt anh có lé không? Ủa có lé thiệt luôn hả? Thì anh lé, người ta kêu lé chứ có gì đâu, đâu sao đâu. Cái đó đâu có gì đâu. Cái đó giống như từ chơi, nói chơi mà. Lâu thì mình lé, nói mình lé chứ có gì đâu. Thì giống như nếu mà mình lé thì mình chấp nhận mình lé đúng không? Mà chết mẹ, ông lên 30 thằng rồi. Cái gì? Ông nói ông ghét ai kêu ông lé, xong rồi em cứ lé. Em lên 10 lần lé, cầm lên 10 thằng. Thằng này lâu cá thiệt. Ê, bé lé. Mày, cái gì? Mày lên 31 thằng hả? Tao nói chuyện với thằng em thôi rồi, mày tính ra mày. Mày chết hả? Được rồi, ở đây đi. 31 thằng hả? Yên tâm, 31 thằng không thành vấn đề. Mày kêu cho anh thêm 20 thằng nữa, mình kéo 4 thằng ba chơi 31 thằng đó. Anh ơi, xe ôm đâu nhiều dữ rồi. Kêu đi. Chết rồi. Nãy gặp thằng điên, bây giờ gặp thêm con chó điên này nữa. Chết tôi. Xui vô quỷ. Đi không coi ngày luôn. Alo. Dũng ơi Dũng. Kêu người tao 20 thằng nữa đi. Đi chém lộn. Ai biết. Hả sao mày chửi tao rảnh. Hả tụi bay bận hết rồi hả. Vậy thôi để tao giải quyết cho. Nhắn với má tao là xuân này con không về nha. Sao? Anh ơi, xin lỗi anh. Xin lỗi gì? Bạn em bận hết rồi. Cái gì? Bận hết. Tụi bận cái gì? Bận hết rồi. Tại vì lễ mà. Thành thử đứa chở má nó đi coi bóng đá. Đứa chở chị nó đi siêu thị. Đứa chở anh nó đi đá banh. Đứa chở chú nó đi bú. Cái gì? Cái gì? Chú nó đi sở thú. Đứa chở bà vú đi cho con nó bú. Bận hết. Mày đừng có xạo nha. Bận thiệt không? Bận thiệt rồi, hết rồi. Mày lấy con mép ra nha mày. Không thiệt bận. Nói hồi giá mày nói là tao dẫn con đi lụm lon lắm à. Hả? Không có. Hay là mày dẫn tao đi mua dép Lào? Không có. Bận hết rồi. Bận thiệt không? Dạ anh đi kêu khác đi nha. Ừ, được rồi. Tao tính gì? Hay là... Được rồi, cho tao chút. Tao không bỏ rơi mày đâu. Nãy vô tao thấy mày, tao kết mày rồi đó. Em lại anh bỏ rồi em đi. Không, mày nói vậy tao tự ái nha mày. Thôi. Nghe. Không được nói vậy. Dạ anh đừng. Anh buồn đó. Dạ anh đừng cắn em là được rồi. Không biết có ngày với ai. Alo. Không biết có hôm nay. Alo. À, mày é hả? Tao nói é chứ phải lé nha mày. Mày lên 30 mấy thằng hả? Được rồi. Mày 30 mấy thằng với mày á, ở đó chờ đi. Một lát tao với đàn em tao qua chơi hết tụi bay, chơi khôn máu tay luôn. Vậy đi. Ai mà chơi? Có ai là mà chơi? Anh với mày. Hai thằng chơi 30 mấy thằng đó luôn. Em có đi học. Sao? Hồi xưa cô em nói là số 2 á, nó nhỏ thua số 30 mấy, 10 mấy lần á. Mày nhát quá, mày cứ nghe lời anh mày. Lấy xe, chở tao đi. Anh ơi. Mày làm cái gì vậy? Máy xe chưa nổ là em đã nổ trước nó rồi. Ôi mày nhát quá thì không biết nữa. Bây giờ đổi cách khác đi anh chơi kiểu này chết em rồi. Thôi được rồi, để anh tính chưa? Bây giờ vậy, anh sẽ kêu đàn em tới tăng cường. Dạ, được á. Trong thời gian chờ đợi, dạ. Mày lấy chiếc xe. Dạ. Chạy qua quán bà Ba Mập. Dạ. Mày vô mày chỉ mặt từng thằng. Mày chỉ mặt 31 thằng đó. Rồi mày chỉ thẳng nhặt thằng bảy lé. Mày nói, tao linh xe ôm, đàn em của Tài Châu Điên, một mình tao chấp hết. Đi đi. Bây giờ em qua quán bà Ba Mập. Ừ. Em chỉ vô mặt từng thằng. Ừ. Em sẽ hô to lên là tao là thằng linh xe ôm. Ừ. Em của thằng Tài Chó Điên, một mình tao chấp hết. Anh ơi, tụi nó mẻ dao hết.
nó chém mày mẹ già hết. Trước khi anh đi, có gì anh cho em biết bữa nay ngày mấy? Chứ vậy? Để ba má em biết làm đám giỗ. Thôi, bây giờ mày chém lộn mà mày nhát có vậy? Không, em cái máu em nhát lắm. Bây giờ vậy nè, em chỉ anh. Sao? Bây giờ để em đứng lên em chờ đàn em anh cho. À. Rồi anh qua bên quán bà Ba Mạch trước đi. Rồi sao? Xong rồi anh chỉ vô mặt Tường Hằng. Mặt anh giữ anh. Anh phải giữ anh. Ừ. Giữ như con chó vậy đó. Tao là thằng Tài Tô Đen. À. Đàn em của thằng Linh Xe Ôm. À, đàn anh? À, đàn anh của Linh Xe Ôm. Một mình tao chấp hết. Rồi cho địa chỉ nhà ba má anh. Chị vậy? Em sẽ dẫn hai ông bà đi hốt cốt anh. Tại vì cốt của anh nó không nằm một chỗ mà nó sẽ văng mỗi nơi mỗi khúc. Chỉ có một mình em nhớ mà thôi. Mày giỡn mặt hả mày? Giỡn mặt cái gì? Ừ? Bây giờ mày chơi không? Ừ? Mày chơi với tao luôn nè. Má tao không quýnh mày, tao con mày đó. Mày chơi không? Cái gì vậy? Mày chơi với tao không? Hả? À, mày ăn no mày rửng mỡ hả? Cái gì mày điên hả mày? Người ta nhìn lầm con chó, người ta kêu con chó mắc mớ tới mày. Hả? À, mắc mớ tới mày, mày nổi xung mày đòi quấn người ta. Hả? À, giờ mày chơi với tao không? Tao đập mày luôn à? Thôi mà. Thà tao chết ở đây chứ tao đâu ngu tới rảnh cho nó chém mỗi nơi mỗi khúc. Thôi. Đồ khùng. Thôi bình tĩnh lại đi. Tại vì nãy tao nói thiệt cái mày á, tao đi trên đường gặp nó, tao thử nó không phải là giang hồ, tao mới hù đó thôi. Ừ. Nhưng mà giờ mày nói vậy thì tao tỉnh ngộ rồi. Tao sẽ hứa là tao bỏ qua chuyện đó. Mày đặt à. Không phải là giang hồ, thôi đi mày đặt hăng máu làm gì. Mày ăn no cho mập rồi mỡ mày dư rồi mày thừa rồi mày lên máu rồi mày sung hả? Mày đặt mày đi lấy số cho người ta. Mày lấy số không tao đưa cho, cái số chạy hòm kìa. Thôi, được rồi, thôi bỏ qua ha. Ừ. Được rồi, thôi, bây giờ... Thôi đi đi, cho ta làm ăn. Rồi, cảm ơn nha. Chứ gì đâu, bực mình, tưởng nó trúng cái khách xịn, cuối cùng đồ tàu lao. Cái gì? Đi thật đâu? Đi đâu? Là đem chém chết chết mẹ này cho tao. Thằng nào? Thằng đàn em của thằng bé lé. Hôm nay tao gặp tao chào, tao lịch sự, tao xin lỗi đó. Nó không bỏ qua, nó còn cười khi dễ tao mày. Nó cười sao? Nó là đứa nào? Thằng Chính Hồ. Mất dạy, người ta hô kệ cha ra đây. Mất mới ảnh hưởng tới mày. Mày muốn lấy số nữa hả? Tao dẫm mày luôn đó. Thôi 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 đi. Mày đi nhanh vậy. Cho hỏi một câu được không? Mày đi đi nha, mày hỏi câu gì? Hết chưa? Hết rồi. Chào khán giả đi rồi vô. Xin cảm ơn tất cả quý vị rất là nhiều. Và thay mặt cho Khoa Nguyễn và anh Chí Tài gửi lời cảm ơn đến tất cả quý vị. Tới nơi rồi đó sếp ơi. À mà sếp. Ủa? Ông đi đâu rồi ta? Sếp ơi, lúc nào cũng chậm chạp lề mề, vậy mà cứ kêu đi làm từ thiện hoài. Mà tưởng làm cái gì? Cứ đem ba cái đồ cũ không mặc nữa đi cho từ thiện, rồi chụp hình bó lên Facebook phô trương làm từ thiện mà không có tâm gì làm cái gì. Cái thứ gì đâu á. Cái gì mày? Ê, dạ. Mày nào ha? Dạ. Mày mới chửi ai vậy? Dạ xin lỗi sếp. Dạ, em coi trên mạng, chứ em đâu có dám chửi sếp. Coi chừng đó nha. Dạ. Tới nơi hẹn là phải không? Dạ đúng rồi sếp, tại chỗ này nè. Hẹn hò gì cái chỗ mà sông nước, cây cối tùm như vậy, hả? Dạ. Đứng sếp... đây, hả? Cái gì? Sếp không nhớ chỗ này hả sếp? Sao? Lúc trước công ty của mình từng hút cát ở đây, mới gây ra hiện tượng sạt lở đó sếp. Hút cát gây ra sạt lở? Dạ. Có đúng như vậy không? Dạ đúng. Công ty của mình từng hút cát mới gây ra hiện tượng sạt lở. Sao mày không la cho cả xóm mình nghe luôn đi hả? Dạ. Kính thưa bà con, lúc trước công ty của tôi từng hút cát ở đây mới gây ra hiện tượng sạt lở. Mày im đi mày. Ây da, mày chết đi chứ. Dạ. Sao mày la lớn cái gì?
em nghe lời sếp mà. Bây giờ tao bốc cát đưa mẹ mày cũng ăn hả? Dạ, ăn cho sếp. Cát là chuyện nhỏ, bây giờ á là đá, xi măng, sắt, thép người ta còn ăn được mà, nó chi cát. Ờ, mà cũng nhờ móc cát lậu á, gia đình của sếp mới có được ngày hôm nay đó. Mày thì mày im cái miệng mày. Mày đúng là cái thứ mà đầu óc cu si mà tứ chi phát triển. Bực mình. Bây giờ đứng đây hẹn, rồi rủi đất nó sạt lở, chết không? Không có, sếp yên tâm. Trước khi nó sạt lở á, là nó phải lở đất trước, xong nó mới sạt lở sau. Trời ơi, nó sạt lở rồi, đất sạt lở. Sạt lở mày ơi. Anh sếp bị sao chứ? Không sao. Dạ. Tôi ôm được cái cọc rồi. Cái chân của người ta. Cọc ông nội ông chứ cọc. Do người ta. Ủa, không phải sạt lở hả? Dạ không, biến sát đánh á. Ơi, hết hồn. Hết hồn. Ai đây? Ai đây? À, dạ, đây là ông tổ trưởng. À, còn đây là sếp của tôi. Ô, sếp. Ô, hey. Cái gì vậy ông? Tôi chào, đàn em tôi nó kêu chào vậy đó. À, chào cũng lạ quá. Ê, dạ. Ra ngoài kiếm cái ghế hai cái vô cho tao, ổng ngồi nói chuyện coi. Dạ. Đi lẹ lên. Sếp chờ một chút. Chào ông tổ trưởng. Bonjour madame. Madame là đàn bà, tôi là đàn ông phải kêu bằng monsieur. Monsieur hả? Monsieur đó. Tôi hồi xưa tôi học tiếng Pháp á, chia vẹt bờ động từ, đực cái tôi quơ vô một đũa tôi chơi luôn à. Đừng có thắc mắc ông nội ơi, hiểu không? Tôi thấy ông hơi là lạ rồi đó. Lạ hả? Hèn gì ông xuất hiện sau cái tiếng sét đánh. Tại sao vậy? Ông hỏi tôi phải trả lời thôi. Sao? Cái vùng này á, hồi xưa tới bây giờ, cái mùa này không bao giờ có cái vụ mà sét đánh. Ừ. Tôi nghĩ chắc có thằng mất dạy nào làm chuyện độc ác nè. Nó trốn ở đâu đây là ông trời, ông canh me, ông quất nó mà chưa chết á. Ông là người mới tới đây phải không? Đúng rồi, tôi mới tới. Ông chửi tôi đó hả? Ông có, trời ơi, làm sao tôi chửi ông được. Ông là làm từ thiện làm sao chửi được. Ở đây đem ghế vô đây coi. Trời ơi, cái gì mà lâu quá trời quá đất vậy. Đem ghế. Cái gì vậy? Ông làm gì vậy? Tôi hỏi ông làm gì đó. Tôi làm trưởng ấp. Tôi làm tiểu trưởng. Cái gì này sếp? Không, sếp làm tôi hết hồn. Ngồi xuống đây sếp. Xin đạo, ngồi xuống đi. Dạ. Ừ. Vậy mày chắc cha tao à? Ông lớn chơi kỳ ông nội. Tao chơi kỳ vậy? Giờ ở đây coi có bao nhiêu thằng lớn. Ở đây có hai thằng lớn, còn thằng này nhỏ. Trời đất ơi. Ê, mày đừng có hổn như mày. Hai thằng nào lớn? Ăn nói không có biết chừng biết mực gì hết. Đi qua bên kia đi. Đi nói chuyện. Đi qua bên kia. Đi. Đi. Nhìn mặt ông là tôi quế quế rồi đó nha. Quế quế gì mày? Mày làm gì mày quế quế? Mày quế tao gì? Hả? Ừ, được mày, rồi. Tao cái ghế không? Hả? Tao cho mày không còn chảy đầu được nha mày. Thôi được rồi. Ừ. Để xuống đây. Thấy ghét rồi. Đây nè. Nhìn gì? Nhìn gì? Thôi gì đâu. Ừ. Đi đâu kia mày? Đi vô đi. Đúng rồi. Phải vậy mới được. Gì vậy? Tôi nói cho ông biết á. À. Tôi nể mặt sếp tôi thôi nha. Ừ. Trời đất ơi. Ngồi ơi. Trời ơi. Nó vuốt đầu thôi mà ông làm cái gì không biết. Nó vuốt đầu hả? Nó bụi con cho nó hiền lắm. Hiền nội tôi chứ hiền. Ngồi làm đi. Từ thiện mà muốn ăn tươi nuốt sống tôi à. Tôi đâu có hung dữ đâu. Nãy giờ ông thấy tôi có hung dữ không? Hả? Ngồi đi. Ngồi nữa không? Ừ. Merci madame. Nữa. Mong sự. Thôi có mong cái sự gì tôi madame cho nó sạch sẽ. Hiểu không? Rồi bây giờ vô vấn đề. Bữa nay tôi nói cho quý anh biết, tôi chọn một cái khu vực vắng vẻ như vậy nè. Tôi mời hai người tới. Ừ. Để hai người có thể thực hiện cái dục vọng của mình. Cái gì vậy? Ông ăn nói cái gì vậy? Tôi là người đàng hoàng tử tế nha. I'm sorry. Tôi xin lỗi. Nguyện vọng từ thiện của mình. Tôi nói cho ông nghe khổ lắm. Làm tổ trưởng phải ăn nói lưu loát, ngôn từ cũng giống như ngôn tình, hiểu không? Mà tôi thì tôi nói không có được như vậy. Ừ. Không? Cho nên là từ ngữ không có được suôn sẻ. Thôi bây giờ vậy nè, ha. Tôi sẽ giới thiệu cho ông một số phần tử mà cơ nhở ở đây. Đâu có nói phần tử. Chứ nói gì? Nó là thành phần. Hiểu chưa? Thành phần là ông nói sai đó. Sao? Mình phải nói là hoàn cảnh cơ nhở. Thành phần gì? Thành phần gì? Ông học lớp mấy là thành phần gì? Hả? Ông nói mà không biết mắc cỡ với cái mục lùi của ông. Mệt quá à. Liên quan cái mục lùi của tôi. Trời đất ơi, nó nhảy lên nhảy xuống hoài mệt quá trời ơi. Nói chuyện với ông thì tôi rối thiệt đó nha. Rối gì mà rối? Ông, tôi là, ông là tổ trưởng ai bầu cho ông? Hả? Hả? Không có quân nào bầu hết á. Mấy đứa kêu là băng nhóm nó bầu. Cái gì? Nữa.
băng nhóm hả? Không lỡ bà con cô bác bầu, hiểu không? À. Bởi vậy khổ lắm chứ đâu có sung sướng gì đâu. Nè, sao? Trước khi làm tổ trưởng ông làm nghề gì? Ông hỏi nhân thân tôi phải không? Ừ. Tôi cũng tình thiệt tôi nói ông, trước khi mà tôi làm được tổ trưởng uy tín tôi tràn trề, tôi làm ở bên trung tâm truyền máu huyết học đó. Ồ, vậy là làm bác sĩ, làm bệnh viện nào vậy ông? Bệnh viện con khỉ khô, nói cho nó văn minh vậy thôi, chứ tôi làm ở thục thập huyết heo, lò heo chính hưng ông nào. Trời đất ơi, ông thọc huyết heo mà không nói trung tâm truyền máu đi học, trời đất ơi. Thấy cha này cha ngu nữa không? Ngu gì? Trung tâm truyền máu huyết học mà tôi nói theo ngôn tình, văn tình, hiểu không? Chúng ta thấy mình là con người biết có văn chương. Chứ thật sự thọc huyết heo máu nó xịt ra rồi bưng cái thao đó đem đưa cho mấy bà bán cháo huyết, có phải là truyền máu không? Mệt ghê, nói chuyện mắc cỡ với cái một lùi ổng. Thôi! Đụng chạm đây nha. À, xin lỗi. À. Tôi nói ông nghe, thọc huyết heo là cái nghề sát sinh mà. Ừ. Tôi thọc một thời gian tôi cảm thấy khó khăn quá, tôi thấy có tội với lại ông bà tổ tiên, tôi không thọc nữa. Mà tôi nghe lời động viên của anh em, tôi lên đường đi cầm súng. Ông đi lính hả? Không có đi lính. Chứ làm gì? Tôi đi cướp. Cướp có vũ khí hả? Thì cướp là phải có vũ khí. Đứng lại, đưa tay lên. Mi đã lọt vô ổ phục kích này rồi. Có bao nhiêu tiền vàng, đưa ra đây. Không đưa. Hum 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 hum. Chết không? Tôi có chết. Bởi vậy súng giả mà làm sao chết được? Đi cướp bằng súng giả mà ở tù 2 năm đó cha nội ơi. Cái gì kỳ vậy? Cướp bằng súng giả mà ở tù 2 năm. Cướp cái gì? Hột xoan hả? Never. Vàng? Never. Thế cướp cái gì? Cướp ổ bánh mì. Dù đi. Cướp ổ bánh mì mà bị ở tù 2 năm. Ổ bánh mì luật pháp nghiêm minh, mình dùng súng mình uy hiếp quốc ổ bánh mì thì giờ phải vô tổng gửi lịch 2 năm. Đó ổ bánh mì còn nhỏ nha, 2 năm nha. Ông cướp cái lớn coi chừng múc chỉ cà tha, gửi lịch mãn đời luôn đó. Là sao? Thôi đừng có hỏi cái vụ nữa, kiếm luật sư hỏi thì mệt quá. Thiệt á. Trời đất ơi. Mà tôi nói ông nghe. Sao? Bữa nay tôi tới đây là làm từ thiện ha. Trời. Tôi không có rảnh mà nghe ông kể ba cái chuyện quá khứ trinh thám xuống ống của ông. Thấy chưa? Tôi cũng đâu có rảnh. Tôi cũng đâu có rảnh. Ông không rảnh sao ông hỏi tôi? Cái gì? Ông hỏi tôi mới trả lời. Cái mắc cha gì tôi hỏi tôi trả lời. Ông trả lời tôi làm chi tôi mới hỏi tiếp. Ông nói là ông có mắc cỡ với một rùi ông không? Tôi không có giỡn với ông nha. Giỡn gì? Bây giờ nè, ông ngoài xe đó, tôi rất nhiều đồ làm từ thiện. Biết. Ông kêu ai nghèo khổ thì tôi làm cho lẹ lẹ tôi đi về nữa, tôi bận lắm. Ở đây biết bao nhiêu phần tử nghèo khổ, ông dòm đi. Cái khu vực sông này nè, trời đất quỷ thần ơi, hồi xưa bình an vô sự. Từ ngày cái quân mất dạy hút cát trên sông, nó hút cát lậu, ông lậu nó hút, hồi xưa nó lấy cái sáng cạp nó mút, bây giờ nó lấy cái ống ba lớn rồi nó hút. Bây giờ Hà Bá Thủy Thề còn dọn đi chỗ khác ở rồi đó. Tôi yêu cầu ông đừng có nhắc tới ba cái chuyện này nữa không? Mấy mất dạy hút cát lậu mà hút chữ hả? Tôi nghĩ bây giờ nó biết dạy rồi đó nha. Thằng nào đâu biết dạy. Ông lo cái nhiệm vụ ông đi nha. Rồi. Kiếm mai nghèo khổ tới đây cho tôi. Rồi tôi sẽ đưa cho ông một phần tử mà ông dòm, ông rớt nước mắt liền. Một rùi sẽ chạy đi chỗ khác, không còn ở trên mặt ông nữa. Trời ơi, bà Thủy ơi, bà Thủy. Tôi lại bà Thủy ơi, bà hẹn 7 giờ mà sao giờ này bà trâu ở chỗ nào bà Thủy ơi. Tôi lại bà. Ê, gì? Ông giỡn mặt hả? Giỡn gì? Kêu Hà Bá làm gì? Hà Bá nào? Ông mới kêu bà Thủy. Tôi đã nói Hà Bá đi định cư chỗ khác, chỗ này ông nội cũng Hà Bá ở cũng được nữa. Bây giờ còn có bà Thủy. Bà Thủy là bà Tạ Thu Thủy, hiểu không? Nhà bà ở đây, đất bà ở đây, có quân hút cát mất dài hút cát. Thôi đứng đây. Nói hoài à. Rồi nghe rồi. Bây giờ sạt lở rồi, giờ bà ở trên cái ghe nè. Bà Thủy ơi, bà tới chưa bà Thủy? Trời ơi, tôi tới rồi nè. Đó, Thủy tới rồi kìa. Đó. Thấy chưa? Bà Thủy. Bà Thủy đó cũng hút rắn mất dạy đó mà. Chào. Dạ chào bà. Ê, dạ. Sao nhìn mặt cái cậu này quen dữ không? Quen không? Quen. Tôi quen hồi nãy giờ tôi nhìn mà tôi không thèm nói đó. Ông nội này ông quảng cáo cái thuốc gì trên truyền hình mà của Nhật Bản trị bệnh ung thư đó. Sugoi Fukada. Đúng rồi, cái thuốc đó đó mà có một bộ đồ vest đen mặc hoài, có cái gì cũng mặc bộ đồ vest này. Vậy đi cha. Hả? Tôi có thay áo sơ mi ở trong mà. Bà Thủy. À. Bà thấy tôi cũng đúng. Tại vì tôi hay lên báo chí là truyền hình lắm.
Tôi hay làm từ thiện đó mà. À phải phải. Mời bà ngồi. Xích đạo, xích đạo. Ừ. Mâm ăn xích đạo. Bà ơi. Hả? À, bà năm nay nhiêu tuổi rồi? 86. 86 tuổi. À, bà đi tới đây với ai vậy? Đi một mình anh hả? Ủa chồng con đâu? Chết hết rồi. Ủa tại sao vậy? Hả? Tại sao chết? Hồi xưa nhà ở đây nè, có mấy công đất với cái nhà ở đây. Dạ. Rồi bị sạt lở chết hết rồi. Thì cái quân mất dạy hút cát lậu đó. Đợi đợi đợi. Cái bữa đó đó là tôi đi họp đặng gửi tiền cứu trợ lũ lụt. À. Lúc 9 giờ đêm mà tôi về tới nơi tôi thấy không còn nhà cửa gì hết, đất đai nó cũng không còn. Tôi quảng hồn quảng vía, tôi kêu ông ơi, xong tôi nghe tiếng chồng tôi dưới sông, tôi soi cái đèn pin xuống thấy ông ôm cái tủ lạnh nằm dưới. Ủa sao ôm tủ lạnh vậy bà? Thì nó sạc mà, nó sạc lỡ rồi ôm được cái gì ôm, miệng sống thôi. À, thì cũng không ai cứu hả? Ai đâu cứu, nó sụp nguyên một xóm, ai cứu ai. À. Đó, rồi một năm sau ông buồn, ông thất chí, ông chết rồi. Ông nghiệp lắm. Chắc có lẽ là ông thất chí. Ông buồn cho nên ông mới tự tử phải không bà? Ông bị cúm gà. Cái gì trớt quớt vậy? Ông thất chí, ông buồn bị mất của mà. À. Buồn quá. Rồi cái bắt đầu sinh tật đi nhậu. Oh. Nhậu xong bữa đó nhậu sao nó làm cái mồi nhậu đó trúng con gà bị cúm. Cúm gà chết queo rồi. Bữa đó có rủ con cha này đi nè. Đúng rồi. Ừ. Mà bị bữa đó ổng mắc dẫn đàn em đi quýnh lộn. Trời đất ơi. Cho nên không đi chứ ông thôi giờ không phải ôm tủ lạnh như chồng tôi mà ôm cái tủ thờ luôn rồi. Đúng rồi. Nói chung đầu dây mối nhợ cũng tại cái quân bờ hút cát. Bà Thủy. Hả? Tôi thấy hoàn cảnh của bà rất là nghèo khó. Dạ. Bây giờ tôi tính như gì? Tôi sẽ thay mặt công ty tôi tặng cho bà một miếng đất. Ừ. Ngang 1 mét. À. Dài 2 mét. À. Dạ. Đất kỳ lạ hả? Đất đâu mà kỳ của ngang mét dài 2 mét ở khu nào? À, cái đó là ở trong khu nghĩa trang công ty mới thành lập đó mà. Trời đất ơi, bà bị cái quân mất dạy khốn kiếp hút cát lậu nó làm tan nhà nát cửa bà, bây giờ ông tù cho bà chết luôn hả? Không phải, nó có lý do mà. Hồi xưa đó tôi kinh doanh ở dưới nước á. À. Thấy ác quá cho nên tôi mới nhào lên bờ tôi làm kinh doanh cái đó. Đúng rồi. Yeah. Trên đời này có 2 cái nghề mà độc ác nhất này. Nhất phá sơn lâm, nhì đâm hà bá. Mà cái thứ hút cát mất dài á. Này này này, này. Hà bá đâm hả? Ông nói ai đâm? Hả? Đâm ai? Hả? Hà bá đâm. Ông đâm thì có. Đi tôi đâm. Đâm gì? Hồi nãy giờ ông nói chuyện ông đâm thọt tôi đó. Đâm thọt cái gì? Ông đâm. Bà. Bà gì? Hả? Này này. Ông là cái thứ, đồ cái thứ vô duyên, có một người thấy phát ghét. Bà im đi. Rồi sao, rồi sao? Tôi đâm ông mới đừng nói. Tôi đâm ông ơi. Ông đâm à? Ông đâm không? Đâm không? Đây, 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 đâm tôi đi, đâm tôi đi. À, từ ngày chồng chết giờ không ai đâm. Mấy hai người ngồi, tôi ngồi ở giữa đây, tôi già rồi. Hai thằng đâm qua đâm lại, xong đâm mẹ tôi chết cho rồi đi. Không có, không có đâu bà ơi. Tại cái ông này ông nói năng gì đó mà hồ đồ. Hồ đồ ông nội ông chứ hồ đồ. Chứ tự nhiên bây giờ tôi cũng không cần chết, thấy không? Chưa gì hết để cho tôi cái quyệt làm gì. Tôi không lấy. Nghĩ sao mà cho bề ngang 1 thước, bề dài 2 thước. Thôi được rồi, đó là cái sơ ý của tôi. Xin lỗi. Bây giờ bù lại tôi sẽ cho bà một miếng đất ngang 5 mét. Dài 20 mét. Tôi xây nhà cho nó cho bà ở luôn. Ôi trời ơi, cảm ơn anh. Dạ, nhiều quá, ta được cái nhà rồi. Được cái nhà, cái gì qua đây giùm tôi. Cái gì vậy? Cái ông gì ông sơ bằng là lớn tuổi. Sâu cái gì để ta làm việc, tôi là tổ trưởng. Nè, tôi nói cho bà Thủy biết. Cái chuyện mà nhận ngày kia là phải qua xác của tôi tổ trưởng, hiểu chưa? Đâu, 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 cho nhà tôi. Để tôi tính. À. Nè, bây giờ tôi nói cho ông nghe, ông làm từ thiện phải đúng nơi đúng chỗ, thấy không? Thì vậy đúng quá rồi, chứ còn gì nữa. Đúng đâu mà đúng. Ông nói không biết mắc cỡ một rùi ông hả? Nè, ông nói một rùi nữa tôi giả tét miệng nữa nha. Sao tôi không nói một rùi nữa mà tôi nói ve chó được không? Bỏ ra đi mà. Bỏ. Tập trung vào chuyên môn. Rồi, rồi, ok. Giờ chuyện nhà, giải quyết cái chuyện nhà đó. Rồi, nó làm vậy. Xóm này ai cũng tan thương hết, ai cũng bị sạt lở. Có người không có nhà, bả có cái ghe mà ông cho bả cái nhà vậy là bất công.
cái nhà đó không được cho bả. Cho bả là cả số này đi dạy giặt mà tôi là lãnh trách nhiệm đâu, biết chưa? Mắc mới vô lãnh trách nhiệm. Trời đất ơi, cho phải công bằng. Bả có cái ghe làm gì cho được nhà. Tiêu chuẩn có ghe rồi, bây giờ chờ tôi dỡ sổ ra. Cũng sổ rồi tôi coi có ai mà hợp lý đúng tình hình thì tôi đưa cho ông. Coi. Ai đưa coi. Đây nè con bé ba nè. Đây nè con bé ba là một trong những phần tử neo đơn nè. Khổ sở lắm nè. Trời ơi, bé ba này vợ chồng của nó, tôi nói thiệt, tôi nói hoàn cảnh đó, ông nghe là ông rớt nước mắt luôn. Sao vậy? Trời ơi, vợ chồng nó chí thú làm ăn mà nó nghèo rớt mồng tơi ông ơi. Tầm bậy, chí thú làm ăn mà nghèo rớt mồng tơi. Đúng rồi, ông nói vậy là đúng. Đây nè, có bà đúng, em mới vừa tới không có biết đâu, vợ chồng nó chí thú làm ăn lắm. Nó làm ăn gì bà? Ông biết ông nó đi mượn tiền bà con hàng xóm nè ha. Dạ. Rồi nó cầm cái nhà của nó nè ha. Rồi nó cầm từ đường gia đình nó. Đúng rồi. Nó lo mần ăn. Nó mần ăn cái gì bà? Nhưng mà thiên không thời, địa không lợi, nhân không hòa, cho nên nó mới thất bại. Sao thất bại? Nó thầu đề đó. Cái gì? Nó thầu đề với lại thầu đá banh. Trời đất. Trời ơi, ta nói trong vòng một ngày nha, sau 4:30 nó ra 4 con xỉu chủ, rồi sau 2:00 nó đá vô 2 trái, 2 vợ chồng trắng tay. Cái gì mà vỗ mông tôi hình thạch vậy? Cái vụ đó ai kêu bà nói? Ủa thì cháu ruột ông mà. Ủa cái gì? Cháu kêu ổng bằng chú ruột. À thì ra là ông móc người nhà để lấy những cái đồ từ thiện của tôi hả? Móc hầu nào? Ông làm cái gì vậy? Đúng rồi, chưa lấy được miếng nào mà chửi người ta là sao? Dẹp, bỏ qua cái chuyện đó. Rồi à. Ở cái nhà bà đừng có lo. Nếu mà tôi đứng trước đây mà tôi làm cái chuyện này giao nhà cho bà, ông này ông sẽ ganh tị, hiểu chưa? Bây giờ tôi tặng bà món quà thực tế hơn, sai liền. Chờ xây nhà đã lâu lắm. Phương hay không để ông hoài vô nóng dầu mà dạ sếp. Cuối cuộc không bên nào được ăn hết trơn rồi. Ông dai mà tại bà đó mà khai tùm lum mới không được hay chưa? Khai gì tự nhiên ông cho. Trời ơi mày đập tạ cho cố vô mày đẩy không nổi, nặng lắm sếp ơi. Đây ôi ôi, cái gì bự chảng hả trời? Cái này cái quà gì này của tôi mà. Của tôi thì tôi hỏi thôi mà. Cái này cái gì hả? Cái hòm ông lấy không? Tôi chở tới nhà cho ông luôn. Thôi cái này đưa bà muốn nhận gì bà nhận, khỏi coi sổ. Rồi để qua kia. Ông lấy đi. Thôi, tôi còn yêu đời lắm. Để qua vài bữa. Ê, thôi để đây được rồi. Xây qua sếp. Xây qua bên kia. Mày cái gì mà yêu vậy? Cái gì vậy? Đây. Cái trang thờ hả? Bậy. Không phải, từ từ rồi bà biết. Mở. Đây là cái ghế massage. Tôi sẽ tặng cho bà. Bà đem xuống ghe. Bà treo mệt, bà sẽ leo lên ghế này. Nó sẽ làm phục hồi sức khỏe bà. Chờ tôi chút. Thì sao? Bà đi đâu vậy bà? Đi đo cái ghe. Thôi không cần đâu bà ơi. Tôi thấy như vậy nè. Cái ghế này thì bà đem xuống ghe bà để không có được đâu. Trời ơi, bà để là chỗ nào bà nằm? Khoan. Ông bình tĩnh, hãy tìm hiểu coi xuất xứ này. Cái này là cái gì? Đây là ghế massage Luraco, duy nhất sản xuất tại Hoa Kỳ và là ghế vật lý trị liệu số 1 thế giới. Ôi trời đất ơi, đau chân, bị đau chân dữ lắm. Đúng, mà cái ghế này đặc biệt là cái gì? Là chỉ duy nhất phục vụ cho các quân nhân Hoa Kỳ và đã đoạt được, giành được nhiều giải thưởng danh dự. Tôi xin tặng bạn. Vậy được. Nó nghe cái gì vậy? Trời đất ơi, bà lấy cái ghế này không có được đâu. Sao vậy? Tôi hỏi bà đem cái ghế này xài điện nghe không? Bà đem xuống ghe bà để đó. Bà chạy tới đâu rồi trụ điện cắm tới đó hả bà? Không lẽ cắm vô cái lỗ mũi bà mà chà xài? Ông em mời mốt nhiệt điện nó mở ra nhiều xài được chứ. Nhiệt điện thì ô nhiễm chứ xài. Thôi để tôi. Để tôi. Bây giờ vậy tôi là tổ trưởng không? Cho nên để tôi thử. Nếu có gì tôi hy sinh không? Còn tổ viên của tôi phải thương tổ viên của tôi. Cầm cũng sở luôn tôi lên tôi thử coi. Ông muốn thử hả? Muốn thử. À được. Phương. Dạ. Rồi nhắn nó một cái coi nó ra làm sao. Nó massage làm sao. Thử thôi nha. Ừ. Bấm chưa? Rồi. On off chưa? Rồi. Ông thấy sao? Cái gì ông nội? Ông ố ghê. Mày bấm cái nút gì mà ông ghê dữ vậy? Bấm nút khởi động. Yên đi.
vậy? Con xạo đi chạy nội. Gì vậy? Ghế này chưa cắm điện mà lấy gì lên? Tôi thử ăn thôi. Vậy thấy chưa? Nè bà Phương, cái ghế này sao trông nguyên quen vậy mày? Dạ, cái ghế này á là của cô chủ đó. Cái gì? Của cô chủ á, muốn mua cái ghế mới, nó nhiều chức năng hơn. Mà cái ghế này á, xài bền quá, nó không có hư. Ta nói rồi, cái ghế này Duraco này nó bền lắm, à, xài lâu, nó không có bị hư. Cho tôi thử một cái nữa coi. Tao. Thử hoài. Ông khỏi thử, ông thử, ông đứng cứ ố về khó chịu thế mẹ. Bây giờ tôi nói ông anh nghe, biết cái này là nó sẽ giúp cho tôi có sức khỏe, nhưng mà đem xuống dưới ghe không có chỗ để. Bây giờ ghe tôi không có nhà, có cửa, bao nhiêu đồ tôi để hết ở dưới ghe đó. Rồi còn mấy chục cái bằng gia đình văn hóa nữa. Bằng gì? Mỗi gia đình ta có bằng. Bà làm gì mấy chục bằng? Bà nói quá bà Thủy ơi. Tôi không có nhà, tôi sống trên ghe. Rồi tôi như chèo ghe tới đâu mà tôi tấp vô cái tới đó, cái hệ nó phát bằng cái nó phát tôi một cái. Cái tôi đi tới chỗ khác tôi đậu cái nó phát cái nữa. Nó phát riết mà 20 cái, 20 mấy cái. Mà có cái bằng này tôi không hiểu nè. Bằng gì? Cái bằng gì mà tiên dương gia đình mà 5 năm không tổ chức quýnh lộn. Cái bằng gì la dữ. Thì bà ở con mình bà đâu có quýnh lộn với ai đâu. Đúng rồi. Lãnh cái bằng đó là phải rồi. Nhưng mà tôi nói vậy nè. Sao? Cái ghế này nếu mà cho bả là tôi thấy sái nữa rồi đó. Tại sao sái? Sái. Quá hợp lý như vậy là mà sái. Ông không có biết, ông không có ở trong cái tổ này, ông không có biết. Cái tổ của tôi còn nhiều người mà phải tan thương lắm. Ai? Đấy. Ai tan thương hơn chờ, bà Thủy? Chờ chút xíu tôi dở sổ tôi coi nè. Rồi dở sổ nữa. Dở sổ tôi coi nè. Đây nè. Đây nè. Còn đây ghi biết bao nhiêu thành phần. Đây nè. Tí. Thằng Tý này tôi nói thiệt nha, 17 tuổi mà tôi chưa thấy đứa nào mà nó có hiếu như thằng này. Tôi dám nói với ông, thằng này nó có hiếu nhất Thái Dương Hệ luôn đó. À. Nó thương cha nó lắm, cha đã làm cực khổ chạy đêm chạy ngày. Bữa đó ông bệnh, lao lực, chủ đuổi nó phóng vô, nó giành cái chỗ của cha nó. Nó làm để nó thế cha nó nuôi cả gia đình, thằng có hiếu dữ lắm. Và bây giờ nó bị một cái chuyện là nó nằm bán thân bất tội, nó nằm một chỗ nó phải cần cái ghế này nè. Tội quá hả? Sao nó bậy? Thì nó chạy xe. À đúng rồi. Thằng à. Ông nói là bị bại liệt đó. Rồi thằng đó nó tôi biết nó mà. À vậy hả? Nó làm lụng giỏi lắm, nó tiếp theo cái nghề của cha nó mà. Bà nói đúng à. Nó cái nghề gì vậy bà? Chở thuốc lá lậu. Bà nội cha nó chở mà Honda ngang, mà nó xây cái nòng to hơn cái nòng Đại Bác vậy đó. Nó chạy nó phóng 180-190 km/h giờ không. Một xe của nó nghe, nó chở bằng xe Honda, mà một xe của nó chở xuống chuyển lên một container vừa kính luôn. Trời đất ơi, bảo dữ vậy hả? Bữa đó nó ban vô tôi nè chứ đâu. Bà cũng bà. Bà đi trên lệ bà không đi, tại sao bà ban xuống, bà thấy nhỏ bà còn ban xuống hả? Tôi ban xuống hồi nào? Bà ban xuống mới tải ra tai nạn. Đừng có nói tầm bậy ngang, tôi đi mua chai nước tương, tôi đang xách tôi đi giống vậy. Cái đường có 2 thước, nó chở cái bề ngang 3 thước mà nó phóng như ngựa vậy đó. Nó phóng xong rồi cái hàng của nó mới móc vô cái tay của tôi, mới hất cái chai nước tương ra, rồi nó cán lên chai nước tương, nó mới té, nó gãy xương chứ. Nhưng mà cháu kêu ổng cậu ruột đó. Cái gì? Cháu nữa hả? Sao ông nhiều cháu quá vậy? Hả? Đã... Có toàn người nhà đó không à? Trời ơi, thì tôi giúp trong nhà trước mà ra ngoài chứ. Không mới giúp được. Trời, có đồ cho mà cũng khó khăn quá. Thấy thôi, chưa? Tạm ngưng cái vụ này đi. Dạ. Rồi. Phương. Dạ. Ra ngoài coi còn cái gì đem vô hết đây. Đức. Lấy nữa thôi sếp. Ừ, lấy hết. Nhưng mà nhớ, một cái gối đặc biệt, có cái chữ phụ nữ đem vô đây. Dạ. Nghe chưa? Dạ. Lẹ lên. Bà làm bây giờ không có ăn được thì cũng ăn ít ít thôi, chứ làm từ thiện mà ăn cò quá trời hả? Trời đất ơi, bà nín chưa? Nín chưa? Con khóc đâu mà nín, nói mà nín gì? Trời đất ơi, tôi chưa thấy con mẹ nào như con mẹ này. Chắc bữa nào tôi đốt ghe bà quá. Trời ơi. Ok, đây. Có nữa kìa. Có quà rồi sếp. Ừ. Cái đó là gì vậy? Gì vậy? Quần áo. Thôi quần áo thôi, khỏi coi sổ. Thủy, đây là cái món quà rất là thực tế, bà có thể dùng liền. Mời bà vô trong thay. Thôi cảm ơn, để mai mốt tôi thay cũng được. Làm từ thiện là tôi phải cần chụp hình đưa lên báo chí, hiểu chưa? Người ta kêu thay thì cứ thay đi, người ta làm từ thiện mục đích không phải là cho quà, mục đích là người ta chụp hình, người ta đưa lên mạng, người ta đánh bóng bù lia cái tên tuổi người ta, hiểu không?
tôi lại bà giờ phải đi thai á? Thai liền ra đây. Khổ dữ vậy. Ghê luôn rồi, còn người khác nữa chứ bộ mình bà hả? Mệt hết sức luôn rồi. À, giờ cái ghế này thấy mê quá trời quá đất luôn, thiệt. Giờ cái ghế này tôi thiệt. Ngồi lên chút xíu mà thiệt mê nó còn hơn mê vợ nữa trời. Đừng cho nói ông lên ông thử nữa nha. Thử chút xíu nữa coi, trong thời gian chờ đợi bác thay đồ. Mày bấm cái cho tao phê cái coi mày. Hả? Bấm cái coi. Trời đất cơm nghe nó êm quá trời luôn. Bấm rồi. Rồi xong rồi đó. À, nó có lên cổ đó, xuống sườn sống, xuống sườn cùng quá. Đi qua ngã ba rồi xuống hai chân. Cái gì mắc nết em nội? Da mắc nết không à? Ông nít đi. Bước xuống. Bước xuống. Nghe không? Có lâu tài không? Cái xương đen một cái ghế này. Nghe chưa? Ông là cái thứ vô liêm sỉ. Rồi coi, chữ nặng quá vậy. Nặng sao không nặng? Nè ông nín nha. Nín gì? Từ từ tôi bước xuống. Nhưng mà khi tôi ngồi trên cái ghế này tôi mới có cảm giác nè. Cảm giác gì? Nội ơi, bây giờ tôi mới nhìn thấy có những cái ghế mà khi người ta ngồi lên cái ghế này rồi, dù chửi mắng miệt thị như thế nào họ cũng không bao giờ tuột xuống. Với một điều kiện. Điều kiện gì? Khi mình tuột xuống phải có con cháu mình ngồi thế. Không có con cháu gì hết trơn đó. Tôi mời em xuống. Thì xuống từ từ làm dữ hả? Lẽ ra giới từ thiện mà làm dữ hết trời. Trời đất ơi, mai tôi ra chợ tôi mua 4-5 cái vậy thôi. Đó. Ồ, hot girl, hot girl. Hot không gỡ sếp. Cái này là woman in red nè. Woman in red. Trời ơi, dòm xa xa tưởng hồ Ngọc Hà chứ. Nhìn tóc thôi chứ. Bà đó hả bà Thủy? Trời đất ơi. Sao sao? Bà Thủy, dán tóc lên coi. Sao vậy? Bà mặc bộ đồ này tôi dòm tôi thấy bà trước sau như một á. Mặc cái bộ này rồi vô xong vừa bước qua mương. Sao? Ca sặc nó chết. Sao bà già mà da bà còn trắng đẹp vậy bà? Cái gì? Sao bà già mà da bà còn trắng đẹp vậy bà? Da ta trắng là tại người ta có tiền, người ta đi tắm bùn. Còn tao ngày nào tao cũng tắm sình á, nên nó trắng. Thôi thôi đừng có nói nhiều bộ đồ. Mà đi tặng cái bộ đồ gì mà bất nhân vậy? À, bộ đồ này ở đâu vậy ông nội? Đi tặng cái bộ đồ gì đâu mà gió xong nó lồng lồng luôn. Tên nó bào ngư di ca. Nó lạnh tai hết trơn rồi. Còn ngư di ca ở đâu? Thì người ta nói vậy mà ông tìm hiểu không chứ. Thôi được rồi. Dạ. Nè, bộ đồ này ở đâu mà mày có mày đưa không? Nè bà Thủy mới nói tôi mới nhớ. Bộ đồ này đâu cho quen quen vậy? Dạ bộ đồ của cô hai. Trời ơi. Dạ. Sao mày lấy đồ con gái tao mày đưa cho? Tại cô hai lúc trước á mặc bộ đồ này đi đua xe mô tô á sếp, mà bị tai nạn chết người nên mới cho đi từ thiện á cho xả xuôi nên mới cho bả đó. Trời ơi mày hết chuyện rồi. Trời mày lấy đồ của mày con gái tao mày bị từ mày làm mất mặt tao quá. Tao đi ra ngoài đi ngoài lấy đồ ra đây chụp hình này lại đi về. Ô con, dạ, dạ. Con, con dạ, dạ. Chụp hình nữa hả? Chụp hình nữa bà. Chụp hình. Cái chụp hình nữa bà. Nhanh nhanh đi chứ đây lạnh quá rồi. Bình tĩnh đi. Ráng đi, ráng đi. Bà lạnh không? Mà gió nó vô. Gió hả? Tôi kéo xuống. Thì đứng che cho bà đi. Gió kéo xuống nè. Kéo ở xuống rồi ra tuột ở trên. Cầm dừng đầu hết. Rồi. Đây là công ty của ông hả? À. Công ty cực lạc. Mấy cái máy chụp hình lên chụp chụp. Đấy, chờ xíu chụp hình. Chậm nha, đứng im nha. Ê khoan, khoan, để cho tao. Ờ, vậy đi. Chậm nha, nè vào đó, đó à. Bắn tim, bắn ông tim. Ông chỗ, ông chỗ, ông chưa tới đây. Rồi, ok, nè vào đó. Rồi, sao? Ừ. Bao nhiêu vậy? À, cho được 200 triệu. Ờ, le lưỡi muốn chết mẹ luôn. Đây, đây, cầm đây. Cho hiện, nhanh đi sếp. Đây là tượng trưng thôi. Ủa, quan trọng là hiện kim. Hiện kim, hiện kim. À. Cái này mới quan trọng. Cảm ơn. Cho bà. Đây là tôi tặng riêng cho bà. Cảm ơn. Nha. Thôi được rồi. Xong chưa? Đi lẹ sếp. Sao? Đi đâu? Đi, đi, đi vô. Đi qua. À, dạ. Cảm ơn nhiều. À, chào bà nha. À, gì vậy? Sao ông giật vậy? Giật cái gì? 200 triệu mà mỏng lét trong cái bao thư thì tôi nghĩ không phải là tiền mặt mà nó là cái gì? Xét. Hiểu không? Ngân phiếu.
Thì đưa tôi đi lãnh. Bà lý do gì bà lãnh được? Nhà cửa bà trâu xong, giấy tờ tùy thân của bà Hà Bá giữ hết trơn trọi rồi. Bà lấy tiền ở đâu? Ủa bà lấy điều kiện nào bà vô ngân hàng bà lãnh cái này? Chỉ có tôi nè, tôi mới còn căn cước, còn này kia tôi vô tôi lãnh thế cho bà. Hiểu chưa? Ờ. Để coi trong đây coi đó. Ủa gì kỹ trời? Cho có tờ gì trong đây có 10 đô. Trời đất ơi, có bao thơ gì kỳ vậy trời? Hà Bá rước hai con cô hồn này, trời đất ơi, nó từ thiện cái kiểu gì vậy trời? Thôi, của đổ hốt, thôi bà lấy 5 đô đi. Tôi lấy 5 đô, tôi còn 5 đô, vậy đi. Sao có 10 đô mà ông cũng chia? Trời đất ơi, không có tôi thì bà có hốt được bộ đồ này không? Hả? Hốt cái bộ đồ này rồi 5 đô đủ tiền mua dầu cạo gió không? Có còn hơn không? Đó, bây giờ đừng có nói nhiều, ngày mai 4 giờ sáng thức dậy chèo ra bên cồn đó, thấy không? Ở bên đó có hai đoàn từ thiện đó, tôi sắp xếp rồi vài bữa thời phó biểu lịch sao tôi báo nữa cho, thấy không? Đi, đừng có nói nhiều, đi. Ờ, thôi tôi đi. Ừ. Nhớ, ông nhớ canh cái đầu đó giùm tôi nha. Ờ, bây giờ xuống ghe, mang về xuống ghe được không? Không phải, tôi vô tôi thay đồ, chết trâu nó rượt rồi chết mẹ luôn á. Trời đất ơi, mặc cái bộ đồ thiệt tình. Trời ơi, từ, bà coi chừng mấy con gà lâu nó dí bà nó đá đó. Trời ơi, cái ghế này đã quá rồi. Đi về, tao hốt cái ghế này đem về nhà. Ừ, kim dạ. Tượng vô. Rồi lấy ghế về. Sướng. Dạ, lấy ghế về sếp. Ông ngồi qua về. Đi xuống. Cho từ thiện rồi bà làm gì xuống? Cho ai thì cho, mà không ông cho, không có cho ông. Ghế này ông từ thiện rồi mà. Đi xuống rồi đẩy về ghế còn ngon mà. Bây giờ tôi nói ghế còn tốt. À. Đem về. Dạ. Hàng mà từ ba cái chuyện mà trời đất ơi. Trời ơi. Trời đất ơi. Sạc lỡ nữa rồi. Sạc lỡ nữa rồi. Có sao thế? Cái gì? Bó người ta nó sạc lỡ. Bó người ta sạc lỡ. Nóng quá. Ừ. Ủa, ở gần đây bộ có cái trại heo nào hay sao mà có mùi nó hôi hôi thúi thúi? Gần đình đâu có ai dám nuôi heo quá. Ừ, bây giờ nó lại hết mùi rồi. Dạ. Nóng quá. Nóng lại em quạt nữa quá. Sao nó lại có mùi vậy? Dạ. Mày quạt coi. Ngưng. Hết mùi. Quạt coi. Trời ơi, thì đó cái mùi đó từ con người của mày xuất ra đó hả? Mày làm lý trưởng mà sao mà để người mày nó hôi quá vậy? Quan thông cảm, trời nắng nóng quá, mồ hôi nó đổ, mặt tiền có, đường hẻm cũng có luôn. Cho nên nó bốc ra đẹp quạt, quan hửi chút đỉnh vậy thôi, quan thông cảm mà. Thôi khỏi đi. Dạ, dạ, thế thôi. Ông đài ông trời ông gầm gừ như vậy mà trời không mưa nổi. Dạ, yeah. Đây hạn hán, quan coi lúc trước hạn hán mà nước sông nó còn thì đỡ, bây giờ hạn hán mà nước sông cạn, mấy đứa nhỏ xuống dưới nó chơi banh đũa được dưới luôn á. Năm nay thế nào cũng chết chú quan ơi. Bởi vậy do là trận dòng xây đập cho nên con nước nó đâu có về. Dạ. Sông nó mới khô cạn. Dạ. Cây cối mùa màng mà không có nước làm sao mà sống. Dạ. Rồi đây nước mặn sẽ xâm thực. Dạ. Biến cả vùng đất màu mỡ này thành vùng đất chết. Chết. Dân làng sẽ chết hết. Dân làng chết hết. Mà Quang có chết không Quang? Ừ. Làm sao mà chết được? Dạ. Yeah. Tao có điều kiện mà. Dạ. Yeah. Nếu cái vùng này là vùng đất chết. Dạ. Yeah. Tao sẽ lết qua cái vùng đất khác để mà sống. Dạ. Yeah. Quang lết đi hả Quang? Ừ. Vậy cho em bám phao câu qua em theo nha. Cái gì vậy? Dạ. Yeah. Quang dựng dần. Thôi đừng có Quang. Dạ. Yeah. Nha Quang cho em hỏi coi. Trời ơi, thượng nguồn nó xây đập, mình đây hạ nguồn lãnh đủ, sao mình không đi thưa quan?
thượng nguồn, người ta ở thượng nguồn, người ta muốn làm gì thì làm. Mình ở hạ nguồn thì đương nhiên là lãnh đủ rồi. Mày sao có hỏi hoài, sao mày không lên mà hỏi vua mà hỏi tao? Dám gặp ổng đâu mà hỏi. Mà em tức cái xong này xong chung mà tự nhiên muốn làm gì là làm, làm sao quá. Xong chung cái gì? Mày không nghe ông bà ta có câu hả? Cha chung không ai khóc. Dạ. Cái gì là xong chung? Dạ em hiểu rồi. Đúng không? Dạ em hiểu, em hiểu. Em quạt quan cho bữa nay. Khỏi đi. Quạt quay. Dạ quan, em nói thiệt với quan nha. Em thấy cái vấn đề này em hỏi quan chút xíu nha quan. Hỏi đi. Đất này khô cằn sắp chết hết rồi. Mà em mua cái chức lý trưởng này bộn bạc mà về mần ăn mới có 2 năm mà giờ chưa lấy vốn lại. Thôi gặp vụ này hôm quan, điều em đi chỗ khác ước ác màu mỡ để em lấy vốn lại được không quan? Mày nín. Nghe tao nói nè. Mày nói thì tao nghe. Ừ. Thôi mày hổn vậy mày. Dạ. Nói chuyện với quan mà mày xưng mày tao hả? Dạ em đang học tập. Mày học tập cái thằng mất dạy nào? Thằng này nè. Ê, không có hổn nha. Dạ em đâu có hổn. Em đứng gần quan, em đi với quan, em nghe quan nói chuyện với người ta, quan xưng mày tao không hả? Thậm chí quan chửi thề, có bữa quan nói tục nữa. Tao là quan, tao là quan, tao muốn làm gì thì làm. Dạ. Mày không có được quyền nói như vậy nghe chưa? Dạ hiểu. Dạ. Dạ em quan bớt giận. Tao hỏi đi. Dạ, dạ. Nghe tao hỏi. Dạ. Trước khi làm lý trưởng mày làm cái gì? Nghe quan hỏi nhân thân em hả? Ừ. Em nói quan nghe, quan giật mình luôn đó. Làm cái gì? Dạ chăn trâu. Nhìn cái tướng mày là tao biết mày chỉ làm chuyên chăn trâu thôi chứ không có làm gì khác hết trơn hết rồi. Dạ. Rồi tiền đâu mày mua cái chức lý trưởng hả? Em tiền đâu? Em đâu có mua. Chứ ai mua? Ông bá hộ cũng mua. Bá hộ mua. Em chăn trâu cho ổng. Một ngày đẹp trời đang chăn trâu, có một thằng gia đình chạy ra: ê mày đừng có chăn trâu nữa, mày về nhà đi, ông bá hộ ông gả con gái đẹp cho mày. Vậy là mày có phước. Phước ông nội em chứ phước. Trời đất ơi, con nhỏ đó nó đi chơi đêm rồi nó hút xì ke, nó chơi đá nữa. Rồi không biết ai làm cho nó cái bụng binh rỉnh vậy nè. Rồi ông nhục nhã, ông hốt em vô nhận cái bào thai đó đó. Thấy không? Rồi mày có nhận không? Không nhận ông đuổi em rồi sao? Nghề nghiệp chăn trâu mà không được chăn trâu thì làm sao? Em nhận. Ừ. Em cười. Em bỏ tiền mua chức, cũng đưa em vô đúng quy trình và em đường đường trở thành lý trưởng này, hay không? Hay đó. Dạ, em làm lý trưởng em nói thiệt, đứng gần quan, được hầu hạ quan, học tập kinh nghiệm của quan. Dạ, em mừng, em vui lắm quan. Dạ. Yeah. Mày bước qua đây coi. Dạ, bước qua. Ừ. Dạ, bước. Dạ. Yeah. Dạ. Sao cái chân mày bên thấp bên cao vậy? Rồi hồi đó chăn trâu thì không có. Từ ngày lên làm lý trưởng rồi các bạn, em sửa tướng quan. Sao vậy? Trời ơi, để em làm cho quan coi. Làm lý trưởng mà đứng trước dân đen em cầm cái gậy à. Thằng nào mà cà chớn hả, tao gõ cái phun máu đầu ha. Quay vậy đứng thẳng vậy nè ha. Thẳng như cái chài đâm tiêu luôn đó. Còn hãy đứng trước quan thì em dày. Dạ, yeah, em dày. Dạ, yeah. Đó. Quan là em phải dày. Quan quyện em dày nha. Còn thượng thư là em xuống dày nữa. À, gặp bà thái giám hoặc là mấy ông dương gia là em lết ra, mấy em lết vậy là đó, em lết vậy là gặp vua là em dậy luôn đó. Mày đứng dậy đi. Làm quá. Nhưng mà kể ra mày cũng là người biết thời biết thế đó. Dạ. Dạ quan, con biết nhân thân em mà về em hỏi nhân thân quan nha quan. Hỏi đi. Trước khi quan làm quan huyện vậy quan vui mày kinh sử được mấy năm à? Tao đâu có cần vui mày. Tao chỉ cần vui mãi thôi. Vui mãi là sao? Là bỏ tiền ra mua chức đó. Trời đất. Vậy là quan cũng thường như em mua chức không hả? Dốt đặt ăn mày không biết mẹ rồi lên làm quan. Trời đất quỷ thần ơi. Đừng có nói lớn. Dạ. Người ta nghe hết. Dạ. Ừ. Nhưng mà quan vui mày kinh sử. Mà vui. Quan lên quan làm quan huyện. Nhưng mà ý em hỏi là trước khi mà quan vui. Quan làm nghề chi à? Tao làm trận dê. Hả? Trong từ điển tiếng Việt có cái từ chặn dê không trời? Ủa chặn dê làm sao hả quan? Có nghĩa là mỗi buổi sáng. Dạ. Tao mở cửa chuồng cho dê ra đồng. À. Tao chặn cửa không cho dê vô. Dạ. Chiều dê về tao mở cửa cho dê vô, chặn cửa không cho dê ra. À. Gọi là chặn dê đó. À. Này là từ mới đó bà con. Cho một tràng pháo tay cho bà con ơi. Chặn dê thì nói cho nó sang chứ thật sự nó cũng là chăn dê không quan. À, em nhìn quan cái gì em nhớ quan lúc quan chặn dê ở miệt nào à? Bên kia sông hả? Bên kia sông. Ừ. Đúng rồi, chính hắn tổ bà mày.
Mày là cái thằng có bầy dê tám mấy con mà có con dê đực mà bị lát đồng tiền phải không? Mày tới mày cướp cỏ trâu tao, mày cho dê mày ăn phải không? Mày nít! Mày nít trong ngầu mày đi! Mày ăn cướp! Ăn cướp! Ăn cướp! Mày im đi! Cái thằng đó là tao đó. Hả? Thấy chưa? Nhưng mà tại vì bỏ qua đi. Cái chuyện nó xưa rồi mày nhắc là làm cái gì? Cũng tại mày. Mày có của mày không biết giữ, sơ hở là tao tới tao hốt thôi. Cái đó là tao chỉ là ăn trộm chứ không phải là ăn cướp. Mày không nghe người ta nói hả? Nói sao? Cướp đêm là giặc, cướp ngày là quan. Cho nên bây giờ tao mới là quan nè. Tao cũng cướp của mày nhiều thứ lắm. Mày đuôi trong sao là sẽ chân định đó. Lại cái bằng chân bằng thao cãi cũng gạch lên. Đây cái sổ thu chia đây cho tao. Đi đi đi. Mày đừng. Mày chửi tao hả? Đâu có, anh đâu có chửi đâu. Tại vì em ngứa núi muốn mọc răng khôn á. Mày đừng có sao. Đi đi. Mày muốn cướp, tao cướp cho mày coi. Cho tôi kêu hoang. Ê. Dạ. Mày chạy tới này lui không mệt hả? Dạ mệt chứ. Mà tại thấy đi ngang cái đình này thấy nhoi quá nên con nhoi theo. À. Dạ. Dạ bẩm quan huyện. Sao mà biết ta là quan huyện? Dạ. Ăn mặc đẹp đẽ sang trọng, trắng trẻo dày, không phải quan huyện, không lẽ ăn cướp? Nhưng mà bà tại sao bà biết ta đây mà tới tìm? Bị tối qua con ngủ nằm mơ thấy quan hiện về. Làm cho ta là hồng ma dứt dưỡng gì hiện về? Dạ chắc có lẽ là tôi mơ thấy một giấc mơ đẹp, hoặc là cái nỗi ám ảnh quan về. Chứ dễ gì mà quan lớn về cái huyện trần ai khoai củ khổ sở này phải không quan? Dạ, dạ. Lưng của bà bị gù hả? Dạ hồi trước không có, mới gù đây thôi à. Chính xác là lúc nào? Dạ từ cái hầu mà mấy ông tăng thuế đó. Mỗi lần tăng thuế vậy là dân gánh một gánh nặng. Một ngày tăng 10 lần là gánh 10 gánh. Gánh riết nên gù. Mà không phải mình con gù đâu nghe. Cả cái làng, cái huyện này ai cũng gù hết trơn hết trọi á. Con nghĩ quan sau này đừng có lấy tên là làng khoai củ nữa. Tôi lấy tên gì? Làng khoai gù. Nhiều chuyện. Dạ đây, 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 đây. Dạ, dạ sổ sách đây à quan. Dạ. Con người đủ đi hả? Từ từ. Dạ, dạ quan cầm em. Để em tính. Nè các bà kia, mà ngon ha. Mà đi gặp tôi ha. Mà tôi đã giải quyết là tôi nói là không có được. Mà bây giờ bà mò thay tới đây là sao? Đi về đi, tụi con mẹ già. Tôi không có già nha. Không già sao có mặt vậy? Mới có 49 tuổi thôi. Trời ơi, 49 tuổi mà tăng thuế nhiều quá làm nay lưng trả không có nổi cho nên vợ già tóc bạc. Không nói nhiều đi về. Không, tôi tới gặp quan có chuyện. Cắn răng. Bà coi bà bước qua được cái trạm thu phí này không? Vậy thu phí hả? Ờ. Bỏ thu phí à? Ờ, qua thu khác rồi. Thu gì? Giá. À, tưởng gì chứ thu giá dễ. Để tôi về nhà tôi ủ giá rồi tôi đem lại sao được không? Bà nội bà đó. Giá đây là giá, với phí là tiền biết không? Chứ không phải giá trụng, giá ăn sống biết không? Có tiền thì qua, không có tiền thì cút. Nói vậy vẫn là thu tiền hả? Đúng vậy, đổi từ cho nó mới thôi. Thu tiền, nó đại thu tiền, bà đặt thu giá. Nè, ăn giọng đi. Ừ. Ăn giọng rồi sao dở cản lên? Tự dở. Trời. Ê, bà chơi tiền lẻ hả bà? Dạ, dạ bẩm quan. Con đến đây nghe tin quan lớn tới con lại quan lớn làm ơn cho dân làng mượn cái sân đình này đi làm lễ cúng tế ông trời. Sau đó là để thưa ông trời. Trời đất ơi. Ê bà lậm ngôn nha, cái kiểu này dân chúng nó ném đá bà chết nghe chưa? Phải thưa chứ. Thưa sao? Năm nào cũng cúng tế ông trời để trời ban cho mưa thuận gió hòa. Quan ơi, mấy năm nay hạn hán mất mùa, dân lành đói kém, tăng thuế dữ quá. Không có tiền cúng. Vậy mà ông trời đáng lẽ thấy dân khổ sở thì thương chứ đằng này để bỏ dân chết hạn, chết khô, chết đói là sao? Nên tôi thưa. Có chuyện đó vậy? Dạ, cái vụ này dạ bẩm quan, nói quan nghe cái bà này bà nghe người ta suối bậy chứ không có. Nè nè nè, ông là hương chức hội tề mà ông ăn nói không dám ngưỡng, không biết ngưỡng miệng hả? Làm gì ngưỡng miệng? Cũng tại mấy ông không? Sao tại? Mấy ông. Dạ 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 bẩm quan. Cái gì? Cái hồi ông này ông chưa làm lý trưởng đó. Rồi. Mỗi lần mà cúng tế thần hoàng bốn cảnh, dân làng tụi con có gì cúng đấy.
chẳng qua là tấm lòng phải không Quang? Từ hồi ổng lên chức lý trưởng, ổng bắt buộc dân làng phải đóng góp, đóng cho lớn vô cúng cho to lên. Hả? Ai có cái gì góp cái nấy, có tiền góp tiền, có gạo góp gạo, có lúa góp lúa, có khoai góp khoai, có gà góp gà, đóng góp riết trong nhà không còn cái gì hết. Tới nỗi đứa nhỏ té sắp mặt mà bầm con mắt, không có cái trứng gà để mà lăn cho hết bầm nữa. Trời đất. Đi trước. Dạ. Có chuyện đó thiệt hay không? Dạ cái gì, dạ Quang đừng có nghe, để em xử. Bà đi về à? Tôi nói cho bà, bà nói tầm bậy tầm bạ, bà có tin không? Tôi chấp bà hai bi, tôi thục bà chết luôn nè. Tôi không có gì. Bà nói ngay ha, tôi nói bà, lễ hậu là do mấy người, một năm mấy người tự động đó tổ chức lễ hậu. Trời đất ơi, mấy trăm cái lễ hậu, tiền bà không có ăn, mấy người bài binh bố trận ra, bây giờ mấy người chết đói rồi, mấy người đổ thừa tụi tôi hả? Nè nè, lỗi là không phải của dân tụi tôi đâu nha. Chứ của ai? Lỗi của mấy ông. Mấy ông bắt buộc dân đóng góp cho nhiều lên, cúng cho lớn lên. Ông trời ông ăn lớn riết ông quen, bây giờ ăn nhỏ lại ông không chịu. Mình nói tôi phải thua chứ. Dạ dạ, mỗi lần dọn tiệc lên cúng rồi ha, mấy ông ăn trên ngồi trước không à, bỏ dân ăn xương không à. Nè nói như vậy ha, không biết nhục hả? Bài cổ lên là mấy người cũng bu vô táp sắc, rồi bây giờ đổ thừa hương chức hậu tài hả? Tụi tôi có ăn xương dân thịt đâu, mấy ông có ăn thì làm, ăn mà không làm là tôi thua. Trời đất ơi. Dạ Quang, Quang xử vụ này cho dân nhờ đi Quang. Dạ. Thôi được rồi, về nói với dân làng đó, ta cho phép mượn cái sân đình để mà cúng đó. Dạ dạ, con lại Quang, con đội ơn Quang. Quang đúng là phụ mẫu chi dân. Thôi dạ, được rồi đứng dậy đi. Dạ dạ dạ. Quang ơi, một lát nữa đó có một vị pháp sư lai thầy phong thủy tới đây để thay dân làng làm lễ cúng tế thừa dòng trời nha Quang. Dạ dạ, con đội ơn Quang. Con đội ơn Quang. Bà làm gì vậy? Đánh ra. Trời đất ơi, già sắp xuống lỗ rồi mà đặt đi kiện đi thưa. Thứ bà hả, xong vụ này là bà coi cây tôi nện bà không chảy máu đầu, bà quýnh tôi. Thổ bà nào quýnh tao hả? Mày hổn hả mày? Mày mới là cái thằng mà tào lao đó. Đứng đó cãi bà là cái gì? Để cho người ta nhào 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 ở đây, ta bu là ta coi biết hết bí mật của mình hay sao? Mà tất cả chuyện đó là em làm gì Quang? Quang suối em mới làm. Bây giờ tự nhiên Quang binh bả làm sao Quang? Binh cái gì mà binh? Ta không làm vậy sức mấy mà bả đi. Lo tính cái chuyện của mình nè. Để dạ, lên. Dạ. Dạ rồi. Dạ. Dạ. Dạ đây cuốn sổ nè Quang. Dạ. Quang coi thu chi nó làm sao, Quang tính giùm em. Bà la mê sa no ta la mi no si bà nạ mi na kỳ nà. Chữ gì vậy? Dạ. Chữ gì vậy? Dạ, chữ này chữ quốc ngữ được cải cách. Tao không hiểu gì hết trơn á, trời vậy. Dạ cái ông đồ bùi á, ông cải cách á. Rồi ông thí nghiệm trên cái cuốn sổ chi tiêu của mình luôn đó. Mới lần đầu em đọc em tưởng đọc kinh á. Cái em nói cái này cái gì vậy ông nội? Cái ông đồ bùi á, ông nói cải cách đi, cái này là công trình lớn của tôi nghiên cứu. Sau này mà thắng cái là tôi trúng mánh á. Em nói thôi ông nội ơi, ông làm vậy tụi sao tôi đọc nè. Đọc không được là còn mai. Nếu lỡ cuốn sổ này mà lọt vào tay của ai thì họ dòm như cái đám rừng, họ không biết, họ cứu mình. À. Cũng hay. Hay. Ông này thông minh đó. Thông minh. Giờ vậy mà giúp bí mật của tụi mình. Dạ. Cái em kêu ông viết ra một đoạn chi tiêu sơ sơ rồi em đọc lại cho Quang nghe. Đọc cho ta nghe đi. Dạ, em đọc cho Quang. Dạ, chi phí chi tiêu của triều đình năm Mậu Tuất có ba đợt. Đợt một làm đường liên huyện chi 600 lượng. Chi thực làm chỉ có 200 lượng, còn 400 lượng tụi mình chia. Mày 100 lượng, còn lại của tao. Dạ. Đợt 2, chi đắp đê ngăn mặn chống xâm thực, 400 lượng, chi thực 50 lượng, còn lại 350 lượng tụi mình chia. Mày 50, còn lại của tao. Đợt 3, xây hồ chứa nước ngọt, chi tổng là 350 lượng, chi thực 5 lượng, còn lại 325 lượng mình chia. Mày 5 lượng, còn lại của ta. Ờ đúng không? Mày nít. Mày nói nữa tao lấy luôn 5 lượng còn lại bây giờ. Nát của xí đú đặt của nhà mà gì kìa. Mày nói chữ gì vậy? Hả? Em nói chữ quốc ngữ lộn. Quang ăn quá trời của mình em. Mày im. Phần vàng của tao đâu? Đưa đây. Đưa đây. Quang cầm đi, em đưa liền. Trời đất ơi, ăn tàn nhẫn. Ăn gì xuống xe là xe lật, lên xe là xe chi. Phần đây ạ. Mày giỡn mặt hả? Dạ. Vàng không đưa sao đưa giấy tiền vàng mã vậy? Trời đất ơi, sao Quang ngu quá vậy Quang? Ê, hổng mày. Cái này là ngân phiếu đó Quang ơi. Ngân phiếu hả? Con cầm đi rồi em giải thích. Bây giờ mà Quang giữ tiền,
quan chở xe này xe nọ thiên hạ dòm thấy. Quan cầm cọc về bên quý một tờ là nhiêu không? Bao nhiêu? Một tờ gì là 50 lượng. 50 lượng. Có chuyện gì quan cuộn trong quần áo cái quan giọt không ai biết hết trơn rồi. Này mình phải tính trước chứ quan. Mày giỏi lắm. Mày mốt mày gom tiền mày đưa cho tao đi. Tao sẽ nhờ người làm mồi cò mồi để mua một cái chức quan à cao hơn Lý Trưởng cho mày. Em đợi quan ơi, em quạt cho quan nữa. Dạ thỉnh pháp sư. Thôi. Dạ thỉnh pháp sư vô. Dạ quan. Dạ mời pháp sư. Tao mệt rồi, tao mệt rồi. Dạ, chẳng hay ai giữa xác này là ơn cho con biết ạ. Ta là thần hoàng bổn cảnh ở xứ này. Dạ. Ta đang an nghỉ ngàn thu, cớ sao các người kêu réo thỉnh ta về đây, có chuyện gì chăng? Dạ bẩm, con là thư dân ở làng Trần Ai Khoai Cũ. Con ước lòng quá, con xin thần cho con được kiện ông trời. Người kiện ông trời à? Dạ. Là dân đen thấp cổ bé miệng, làm sao dám kiện đến ông trời? Dạ. Kiện ông trời á thì phải cái hương chức hội tề, có chức sắc mới kiện được. Ở đây có chức sắc, tại sao thấy thần không xưng danh xưng tánh? Dạ, con là quan huyện của huyện Trần Ai, tên là Đan Dương. Dạ, Dương là dê đó thật. Tôi biết rồi. Dạ, con là lý trưởng của làng Khoai Cũ, tên con là Cao Thái Sửu. Dạ, Sửu là trâu đó thật. Ta biết mà, cái thứ trâu dê này ta biết hết trơn mà. Vậy ta hỏi người, người muốn kiện trời về chuyện gì? Dạ, con kiện ông trời tại vì năm nào dân làng cũng làm lễ cúng tế mà ông trời chẳng có đói hoài. Tức quá con ra đây con đi thưa. Vậy tại sao cúng tế mà không có lễ vật gì cả? Dạ, dân làng ăn còn không có ăn, tiền đâu sắp lễ vật vậy thần. Vậy còn hương chức hội tề ở đâu? Sao không sắm lễ vật lại để ta về tơ hơ như vậy? Sắm lễ vật đó. Lễ vật đâu có, mấy người thư kiện mấy người làm. Lý trưởng. Dạ. Ngươi hãy vào trong đình đào cái cục gạch lên, lấy vàng ở dưới đó. Ủa? Đem ra đây cho ta. Ở trong đâu có cái bài vị không chứ đâu có gì vàng gì. Ở trước bàn thờ, dưới bàn thờ có cái cục gạch, đào dưới đó lên. Trời ơi, cái đó là nhà của ta mà ta không biết à? Đem ra đây. Nhưng mà đi không đi thần bé lỗi giò bây giờ. Mày dím mày không chuyện này mày chết tao chưa? Trời ơi, sao cái gì cũng biết thần, không biết trời, thần. Trời. Cái tiền vàng đó là của dân hàng năm đóng góp vô để tu sửa cái đình, mấy ổng dép nhẹm đó thần. Nó ác với tao lắm. Dạ. Nó không làm luôn. Dạ. Nó không cúng. Nó dạ. Cho tao ăn cái gì đâu không à. Dạ. Nhà của tao nó không thèm xây mà. Dạ. Biết sao không? Nhà của tao hả bị dột. Dạ. Dột mỗi lần trời mưa hả? Tao trốn muốn chết luôn á. Dạ. Trời, thần hoàng bốn cảnh mà khổ lắm chứ bộ. Dạ. Ăn mà không. Dạ. Cái tráp đó. Trời. Trời ơi. Trời ơi. Vàng này của bá tánh nè. Vàng của bá tánh đấy nè. Nhiều quá nè thần ơi. Thần ơi. Đủ không thần? Chưa đâu, nhưng ở đây cũng tạm ổn rồi. Dạ. Thôi, được, để đó, có lễ vật rồi, thì ta sẽ xin tế trời. Còn lại ơn trên trời đất, ngày hôm nay bản cảnh con hiện nơi đây là có chuyện muốn thưa cùng trời. Bởi cái bọn sâu dân mọt nước này,
Tụi bay ăn quá rồi mà, ăn quên trời quên đất. Tụi tao đâu có ăn đâu, đem tới cúng tụi tao đâu có ăn. Tụi bay ăn giọng không mà không phù hộ bên này chữ. Dạ dạ, con xin thần, xin thần cho phép con được kiện ông trời. Cứ kiện hoài, ta đã nói rồi. Đây á, các ngươi khổ dân đen khổ không phải là do thiên mà là do nhân. Là sao con không có hiểu? Ông có hiểu không? Giải thích cho người ta nghe dạ. đi. Con là quan mà con cũng không hiểu ông nói gì. Thần thánh cũng phải đau đầu. Thôi ta nói quệt tẹt ra luôn cho rồi. Là sao? Nói chung á, dân đen mà khổ không phải là do ông trời dạ. mà là do con người dạ. Bởi con người á, cái, như cái đám này đó nghe dạ. nó cai trị cái vùng này dạ. Mà nó ngu dốt, nó không học hành gì hết nó chỉ biết thu tiền dạ. Cho nên dân khổ dạ. chứ không phải là vì trời đâu dạ. Rồi đây ta nói, cái huyện Trần Ai này sẽ có một cơn đại hồng thủy. Là sao vậy thần? Do trên thượng nguồn nó ngăn đập, mưa lớn nó sẽ xả nước xuống đây, cả cái huyện này sẽ không còn một bóng người. Trời ơi, như vậy là bá tánh sẽ chết hết sao thần? Cứu bá tánh đi thà ơi, hoàng ơi cứu hoàng ơi. Bà già mà bà ham sống như vậy. Dạ thần, đại hồng thủy tới, dân chết hết, vậy quan quyền có chết không thần? Cái đó cũng tùy. Hả? Vậy là có cách hả thần? Cách gì vậy thần? Nếu tính ra thì vẫn còn có cách. Có cách? Nếu các người muốn cái huyện này bình yên dạ, phải làm một cái trấn yểm. Nhưng chi phí hơi cao. Yểm bằng bùa hả? Yểm bằng bùa lỗ ban à. Nếu buồn buồn tao chơi bùa lỗ mãn. Hả? Cái gì vậy? Nhưng chi phí hơi cao à. Chi phí hơi cao. Trời ơi, ông trời ông ngó xuống mà coi nè, dân ăn không có ăn, lấy tiền đâu mà lãng phí. Rồi đây chắc là dân làng chết hết, chết tàn, chết mạc, chết khạc ra tro, chết thò ra máu. Chết quá trời. Chết tanh bành té bẻ, chết rụt thay thì sao hỏi ông à, trời. Trời ơi, mà rảnh quá. Cha đó cái nước thượng. Tụi mày xây đập, mày muốn cho nước hạ hạn hán, mày muốn cho dân nước hạ chết hết. Trời không dung, đất không tha tụi bay đâu. Ông trời ơi, sao dân nước hạ còn khổ quá, ông trời ơi. Ông trời ơi. Mà nín đi. Dạ thưa thật, chi phí hết bao nhiêu vậy? Chi phí, nếu yếm cho cái làng này, cái huyện này yên ổn, tổng cộng 600 lượng. Hả? 600 lượng? Mắc quá. 600 lượng để phải cứu cái làng này. Phải. Nếu mà cứu riêng một cái biệt phủ thì là giá bao nhiêu? Biệt phủ đó của ai? Và của con. Cứu cả cái huyện này chỉ có 600 lượng. Dạ. Cái biệt phủ của ông thì đáng xa gì. Dạ. Ta lấy 6.000 lượng thôi. Vậy là 600 lượng với 6.000 lượng là nó chênh lệch dữ lắm đó nha hoàng. Chênh lệch là đúng rồi. Tính từng đầu người trên dân đen dạ. cả cái huyện này gom lại chưa được 600 lượng. Riêng cái biệt phủ ông này, cái dòng họ của ông ai cũng làm quan chức, hương chức, hội tề, cường hào, ác bá. Tính ra đầu người 6.000 lượng còn rẻ chán rồi mà. Vậy quan tính sao quan? Dạ. 600 hay 6.000 quan? Mày cho tao suy nghĩ dạ. Làm quan mà dạ. phải lo cho dân dạ. 600 lượng mà cứu cái làng này dạ. 6.000 lượng là cứu cái biệt phủ của ta dạ. Được, tao quyết định dạ. Sao quan? Tao cứu cái biệt phủ ta trước ha? Dạ trời ơi, con lại quan. Quan ơi con lại quan. Lại quan, quan làm ơn. Quan bỏ ra 600 lượng quan cứu. Cứu cả cái xứ này đi quan ơi. Con biết
quan làm quan, vàng bạc của quan chất cao như núi, quan quơ, quan quào, quan bóc, quan hốt, dân đen tụi con đâu có dám kêu than đâu. Bây giờ bỏ ra 600 lượng đối với quan giống như con chuột cống mà rụng một sợi lông vậy. Quan làm ơn, quan cứu dân đen tụi con đi thì quan mới có nguồn thu. Cứu dân xong rồi quan muốn tăng bao nhiêu thuế thì tăng, muốn vẽ ra bao nhiêu loại phí thì quan vẽ, quan muốn xây bao nhiêu trạm thu phí dân con cũng chịu, quan cướp đất của dân mà xây nghĩa trang dân cũng đồng ý. Còn lại quan, quan cứu dân đi quan. Nè con mẹ già kia, bà gian sinh hay là rủa xả quan vậy? Cả hai. Trời đó, trời đó coi. Mà quan ơi, em thấy vậy nè, quan bỏ 600 lượng rồi quan cứu cả xứ này, vậy đi chứ đừng cứu riêng biệt phủ. Bây giờ trong có huyện có nhà ấy mà quan, trâu gì hết quan ơi. Mày ngu quá. Ngu cái gì mà ngu? Nghe tao nói nè, bây giờ tao lo cứu cái biệt phủ của tao trước, để cho gia đình tao bình yên vô sự, để cho cái dân làng này Đại Hồng Thủy tàn phá, đúng cái nghĩa là trần ai khoai cụ. Lúc đó thiên tai lũ lụt, mấy cái làng bên mới khô hào cứu trợ, thiên triều đình mới rót tiền xuống. Lúc đó tao với mày tha hồ mà hố. Trời ơi, gì vậy? Cái lũ tham quan ô lại. Trời ơi, ông trời ơi, ông ngó xuống mà ông coi nè, ông trời ơi. Ê, bà có sao không vậy? Ngạc nhiên gì, hãy đụng chuyện là bà xỉu à. Bà xỉu từ đó dữ dữ lắm. Cầm miệng. Tao nổi điên với hai thằng này lắm rồi. Tụi bay, tụi bay hương chức hội tề là quan phụ mẫu chi dân mà nhìn dân như vậy mà tụi bay yên lòng được à? Được, ngày hôm nay tao không thế thiên hành đạo, tao không còn ở mảnh đất này nữa. Tao nói thiệt cho tụi bay biết, tao không phải thần hoàng bổn cảnh. Coi đây. Cái gì vậy? Vậy? Trời đất ơi, con cóc. Ra đây mà xem con gì nó ngồi trong hang. Ở đó cóc, con cóc đó, em tính hát con cóc. Đồ cóc ké mày, mày giỡn mặt ha. Một lát tao lấy cây tao quýnh mày chảy máu đầu cho mày coi. Mày ngon ha. Mày mới ngon ha hả? Mày ngu vậy? Ngu gì quá? Mày không nhìn kỹ ha. Cái đó là ân gia của Dương gia, chỉ có thượng thư bộ hình mới có thôi. Hả? Ông này chắc chắn là quan thượng thư. Con cóc, con. Phải, ta là quan thượng thư bộ hình, dân lệnh của Dương gia. Cầm chiếc ấn trên tay, như thấy Dương gia tại sao không quỳ? Dạ, con xin ra mắt quan thượng thư. Đây là thượng phương bảo cốc. Hả? Hả? Tiền trảm hôn quân. Ấu. Ghê quá vậy. Hậu trảm nịnh thần. Mày nãy giờ mày đụng chạm tao nhiều lắm rồi nha. Mày chửi tao không biết bao nhiêu lần. Mày ở đó mày chờ tao. Như quản tha tội giùm em, thấy con cóc em tưởng em thấy mưa chứ em đâu có biết cái gì đâu. Thấy cóc như thấy ngừ. Cóc rồi. Biết cái gì? Cho tao chút. Bà lão à. Bà lão, tỉnh dậy đi. Tới thiên đàng rồi hả? Không có, bà vẫn còn ở làng khoai cũ. Ta nói thật cho bà biết, ta không phải pháp sư. Dạ. Ta là quan thượng thư bộ hình. Dạ, dạ quan. Bà đứng lên đi. Dạ. Có ta ở đây, không ai dám làm gì bà đâu. Dạ. Bà lão à. Dạ. Đây có tráp vàng, bà đem bà phân phát cho dân làng của ta. Dạ dạ dạ, con không dám đâu. Con đem vàng này về, quan về trển ở đây mấy ông này ông trả thù dân đâu có chịu nổi. Bà yên tâm cứ cầm đi. Dạ được không quan? Ta đã cầm con cóc này trên tay. Ta có quyền cách chức nó mà. Dạ dạ. Đem đi đi. Quan quan, cho con hỏi, nó tham nhũng vậy, quan xử nội bộ hay đưa hai cây củi này vô lò? Ta sẽ đưa thẳng hai cây củi này vô lò. Dạ, dạ trời ơi, con đội ơn quan, trời đã chứng rồi, có một vị quan thanh liêm như thế này là dân đỡ khổ. Dạ, con đội ơn quan. Bà
đi phát cho dân làng ta nha. Bà con được cứu rồi. Bà con được cứu rồi. Cái con mẫu kia, của nó. Đứng lại. Người muốn làm gì? Dạ lấy cái của. Của đó chỉ là ít thôi. Muốn lấy không ta chỉ chỗ nhiều hơn cho lấy. Ở đâu ạ? Quan huyện. Dạ. Đưa hết số tiền vàng của người tham nhũng ra đây cho ta. Dạ. Dạ tiền nào? Không qua mắt được ta đâu. Ta đã điều tra vụ án này lâu lắm rồi. Ôm trong này nó nở lên như vậy mà nói không có hả? Đưa đây. Dạ. Đưa đây. Bằng chứng rành rành. Giỏi cho quan tri huyện, hay cho quan tri huyện. Ông tính hay lắm. Đổi ra ngân phiếu như thế này, khi ông cần có chuyện gì, ông chỉ cần chuyển nhẹ nhàng thôi chứ gì. Ông tính như không bằng ta tính đâu. Nay ta cách chức ông. Ông phải làm một cái gì bằng. Nói gì thì nói, ở chốn quan trường anh em phải thương yêu nhau. Ông lỡ một lần ta có thể cứu ông được. Nhưng ở đây ông muốn giữ lại cái biệt phủ của ông chứ gì? Dạ. Khi cách chức chắc chắn trên triều đình sẽ lấy lại cái biệt phủ đó. Hả? Ông nghe lời ta, chuyển tên cái biệt phủ đó qua cho con rể ta đứng giùm. Ủa cái này sao ngộ vậy quan? Chuyển là sao? Chuyện đó là chuyện của ta. Chuyển cho con rể ta đứng giùm. Sau này xong xuôi công chuyện, con rể ta chuyển lại cho ông. Vậy là ông vẫn còn giữ cái biệt phủ. Dạ. Còn cái số vàng này, một bao nhiêu tiền này? Bao nhiêu vàng? Dạ 10.000 lượng. 10.000 lượng. Đây là bằng chứng mà ông có thể bị tru di cửu tộc. Hả? Tru di cửu tộc. Bây giờ ông làm một cái di bằng, ghi là 100 lượng cho ta. Hả? Ủa? Ủa? Gì kỳ vậy? Sao 10.000 mà sao tuột xuống cái còn 100 lượng rồi quan? Ông dại quá. 10.000 lượng là tru di cửu tộc, ngắt một phần tru di tam tộc, ngắt một phần nữa tru di một gia đình, ngắt một phần nữa tử hình, ngắt một phần nữa án treo. Vậy bây giờ 100 lượng để treo hay là tru? Dạ, dạ treo đi, tru nó mỏi miệng lắm. Vậy thì ghi vô di bằng là ta thâu của ông 100 lượng. Dạ, ghi cũng được. Nhưng mà quan cho em xin cái phần còn lại được không? Cái gì? Dạ, dạ xin cái phần. Xin cái phần còn lại? Dạ nhỏ mà đâu có nhiêu. Chắc nãy giờ tôi làm việc với mấy ông ở làm chùa chắc toàn bỏ nước miếng ra chắc. Mang con cóc này đi mệt chết rồi. Cái này 100 á là ta trình cho Dương gia, còn nhiêu á là của ta. Hả? Ủa cái gì vậy? Vậy còn cái biệt phủ, cái nhà, cái biệt phủ đó là đưa qua cho ta. Rồi. Nói chung là bây giờ ông không còn cái gì hết. Mấy ông nhỏ mà mấy ông còn ăn được, ta lớn hơn mắt mới ta không ăn. Trời đất ơi. Trời ơi, đâu phải là thanh liêm. Trời đất quỷ thần ơi, chết mình rồi. Bước vô hồi nãy ông giảng quá trời rồi đó. Ông chửi mình quá trời rồi đó. Ông nói mình xúc vật. Im lặng. Bây giờ ông xúc gì đây trời ơi? Quan Nguyễn. Dạ. Cởi áo dài khăn đóng ra cho ta. Từ nay ngươi không còn làm quan nữa. Nhanh. Dạ. Đưa đây. Dạ. Cởi thiệt hả quan? Cởi ra. Nhanh đi. Ủa sao? Ở ngoài cô đẹp lắm mà ở trong thấy gốm mà. Ê, vẫn nhớ về tuổi thơ đó chứ. Vẫn nhớ về cái thời cực khổ chăn dê màu cỏ non nè. Ta đi nha. Dạ. Rồi. Vậy là quan coi như không còn cái gì hết. Rồi trở lại kìa. Cởi cái quần ra luôn. Cởi cái gì quan? Nhanh đi. Cái gì quan ác dữ vậy? Nhanh đi. Tru di cửu tộc. Nhanh lên. Dương tôi dài. Đưa đây.
Tao làm quan đã không ăn thì thôi, nếu tao ăn, tao ăn tới cái quần tao cũng ăn. Má ơi, cái gì? Dòm quan thiệt, em muốn tự thiêu ghê. Mặt mày mà tự thiêu mày? Ở trên thì xanh đọt chuối, ở dưới là giống như cái cầu vòng. Hầu tối hôm qua chắc quan ghé ở cái trạm nào rồi phải không quan? Hàng hăng, tao đâu có giặt đồ được. Hôm qua tao ghé nhà vợ nhỏ mày. Thôi quan tính gì quan tính, số của quan bây giờ là công cốc rồi, con cốc nó tát hết rồi. Em gì chứ em còn nè. Em về em lo lại cái phần kia, lũ lụt mà có tràn xuống, em cũng có tiền để mà em cứu vớt đợi. Cái phần này mày phải chia cho tao. Chia mốc chị. Chia mấy ba. Chia mấy ba đi. Mày... Nè, bước lại, bước lại. Nè, mày nói cho biết nha. Ông qua, ông không có làm quen. Anh làm gì? Cứu tao. Cứu tao. Cứu tao. Đó, đó, đó. Bà con thấy không? Ăn không đồng, chia không đủ, cho nó quýnh lộn nhau vậy đó. Nhỏ ăn theo nhỏ, lớn ăn theo lớn, lớn hơn rồi ăn theo lớn hơn nữa. Ông trời ơi, liệu có ông Dương gia thiệt không? Nếu có ông Dương gia thiệt, cầu xin ông xuống đây, ông xử tụi này cho dân làng bớt khổ. Dương gia ơi là Dương gia ơi. Dương gia hả? Mày ăn được đâu? Mày chết đi. Mày không chết. Mày ăn không có tao. Thank you.